một đơn hàng to chà bá luôn. Dưới kia đi, mở cái máy lạnh ở trên đây đi mấy đứa. Cái này có giống cháo đến bàn với chị đi. Chị ơi, chị muốn mua vải trơn là vải gì, chị nói em nghe coi nào. Chị muốn mua vải trơn là vải gì, chị nói cho em nghe coi. Hả? Siêu Diamond á, ôi giời, siêu Diamond chả có mét nào. Thế sao không ấn được mấy ơi? Không, nó phải qua cái đèn vàng cơ. Cái này nó mới ra có một màu. Kìa, và chị nào lấy áo thuốc mắt? Chuyển có vàng hết cơ. Đúng. Cái này lâu lâu nó vẫn mát mát vậy mẹ ơi. Bà áo muốn mà giá 250.000 nữa chị ơi, chị nào lấy thì comment giúp em ạ. Các chị, em có bằng này áo bom này. Nhân vật
vật này không mà bằng này bộ này các chị. Nguyên một cái nhân vật này mua bằng này, bằng bo bằng này này các chị. Chị nào lấy phải áo mẫu mặc comment giúp em phải áo mẫu mặc nha các chị ơi. Ủa vậy em nghỉ rồi các chị nghĩ là em không like luôn á hả? Em danh dự luôn đấy. Tối nay mà chị nào không xem live stream của nhà em thì các chị vô cùng tiếc luôn. Vô cùng tiếc luôn. Vì các chị biết sao không? Hôm nay về hoàn toàn là hàng mới hết. Và mới một cái ý định duy nhất, đó là tối nay ấy, có những cái hàng mà tơ tằm ấy là mới, em bán chỉ chủ yếu để duy trì cho các chị thôi. Em nói ví dụ như cái tơ tằm này nha. Hàng này á, tối nay em bán cho các chị, phải nói dùng từ với các chị luôn, em bao giá toàn cái nước Việt Nam này cho mình luôn, là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai nữa là em thấy 4 lần vừa rồi em bán cho các chị á, là em thấy có rất là nhiều chị hỏi em tơ tằm trắng. Nhưng mà các chị có nhớ cái tơ tằm trắng mà em làm hàng thiết kế cho các chị không? Hôm nay em hy sinh hẳn 2 cây ra, em bán cho các chị mộc trơn, em để lại may một cái. Còn bao nhiêu em bán cho các chị hết luôn. Và đặc biệt là ở đằng sau ấy, nó là chất gấm với tơ tằm, là cái mẫu mà trưa nay em có phốt lên cho các chị ấy. Các chị ơi, cái mẫu này bây giờ á, em nói thiệt đó, các chị nào mà lướt Facebook hàng ngày hoặc lướt TikTok hàng ngày, nó là một cái trend cực kỳ lớn. Em nói với các chị, năm nay thì 10 người thì hết 8 chị cho đến 9 chị là đều mặc áo dài hết. Chứ hầu như là năm nay là xu hướng Tết cả, có ai mặc đầm đâu các chị ơi. Không có ai mặc đầm luôn á. Rồi bây giờ em cho các chị xem sơ nữa này. Đợt trước ấy, em có đưa ra cho các chị một cái mẫu mà thổ cẩm ấy, mà em may mà em chưa có mặc. Hôm nay là bên nhà máy bắt đầu nó đang giao hàng thiết kế cho em rồi ấy. Cái mẫu này là kim nhà em nó đã mặc một lần rồi. Và bây giờ là em may một cái, bữa nào nó về để hai chị em mặc chung. Nhưng mà em sẽ bán cho các chị, nhưng mà bán đúng bằng này cho các chị. Nếu tính ra chỗ này thì khoảng chừng là 100 áo. Đây, đưa cái áo sẵn của chị ra đây cho mấy chị xem cái áo dài may sẵn này của chị này. Thổ cẩm đẹp vô cùng luôn. Thay vì như là hàng thiết kế nhà em bán các chị giá là 150.000 một áo, tối nay em sẽ bớt cho các chị 10.000 một áo, còn 140 thôi. Và em bán đúng 100 áo này duy nhất, em không bán 101 áo luôn. Em làm sẵn em bán thôi các chị. Đây này, cái mẫu này này các chị này, hôm nay em về rồi này các chị này. Lấy ra cho các chị xem đi ca. Đặc biệt là tơ tằm ở đằng sau đẹp vô ngần cùng luôn, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Đây này, mẫu này là lên sẵn rồi mà em chưa có mặc này các chị, tại mấy ngày nay em cũng mệt đấy cho nên là em chưa có mặc này các chị. Đây là chất tơ tằm thiết kế của nhà em nha, đẹp lắm luôn á. Và em làm đúng 100 éo, bán đúng 100 éo các chị thôi, em không có bán số lượng nhiều. Dạ, ok chị Linh. Còn chị nào mà hỏi em tối nay mà tơ tằm trắng, em bảo đảm luôn cái hoa này em bán cho các chị, em cho các chị đi kiếm. Nếu các chị kiếm đúng ai mà có bán y chang cái hoa văn này như em bán cho các chị, em tặng cho các chị nguyên vải của shop nhà em luôn. Còn đây, trên người em là một đồng chí mới bom hàng của nhà em. Đây, một đồng chí mới bom hàng bằng này này các chị, có một người thôi đấy, có một chị duy nhất thôi đấy mà bom bằng này này các chị. Cái này là set bộ nè, em tính cho các chị giá 100.000 luôn nha. Em tính cho các chị giá 100.000 luôn nha. Và riêng những cái mẫu mà hàng tơ tằm này này các chị, nó có một này, hai này, hai cái áo màu cái này là lụa gì? À, lụa giang nam, một tím Huế có hai cái này. Cái này là ngọc trai tím cà này. Cái này là ngọc trai kem này. Em bán các chị 50.000 một áo thôi. Rồi, bây giờ em để đây nha. Các chị chia sẻ live stream cho em đúng 1k lượt xem luôn. Em bán cho các chị này. Với cái hàng này này, tơ tằm này này, hôm nay nó về lại được có đúng bằng này là em kiếm khủng khiếp cho các chị luôn. Và áo dài tú bẩn trên kè tuyệt vời. Nhung, in cái phiếu của chị Tuyết Minh ra. Ngày mai nếu chị có mua hàng gì đó tặng cho chị, món quà cho chị. Xin lỗi, sorry. Đây.
đầu tiên là phải vào có thủ tục để nói cho các chị biết là mình muốn bán cái gì, mình muốn mua cái gì chứ, đúng không? Cái này nè các chị, mẫu này là mẫu tơ tằm mới, tơ tằm loại 1, tơ tằm 2 da luôn. Nó có tổng của nó là 4 màu, em mới về. Không nha chị ơi. Không nha tình yêu ơi. Riêng Thái Tuấn là em không bớt cho các chị được. Này các chị nhìn rõ nhá. Đây các chị nhìn này. Rồi thêm nữa nè. Các chị có đang đi kiếm cái tơ tằm mà thọ trắng không? Hôm nay em có về cho các chị được màu trắng này. Đây, ai mà đang đi kiếm thì chốt ngay và liền, không là hết trong đúng một nốt nhạc. Khoan đã, để em đưa cho các chị xem đi, từ từ mua sau, không có làm sao hết. Nhưng mà ai nhanh mới còn, chậm là hết ráng chịu nha. Đây, em để lại cái tơ tằm trắng này em may nè. Cái hoa này á, là nhà em làm hàng thiết kế cho các chị, là hàng thiết kế này nè các chị. Là cái mộc của nó đấy. Cái mộc này là em đặt riêng một mình nhà em về em bán cho các chị thôi. Cho nên hoa văn này các chị sẽ không bao giờ kiếm ở chợ có được. Rồi. Đây à, hoa văn này với lạc sang này các chị này. Khoan nha, cứ từ từ chia sẻ live stream cho em đi. Rồi. Tơ tằm này hôm nay nhà em cũng mới về lại cho các chị luôn. Các chị ơi, giá đúng bằng 2 tô mì tôm mà không có nhiều nhặn gì đâu. Nhà Tú không có bán hàng mà gọi là để cho các chị phải đắn đo suy nghĩ về giá cả đâu. Rồi, tiếp tục nha. Tiếp nha. Thật cần luôn á. Cái này mới là cái trend này các chị. Hồng trắng sen, vàng, cổ, đỏ, hồng dâu. Tơ tằm cà rốt, lấy cho các chị xem nha. Trend này mà không rung thì rung trend nào. Ta còn vừa nhá, vừa tà, chị vừa tổ chức tiệc cho tụi mày này. Vừa kiếm chụp hình này chụp trên tụi mày là kỷ niệm mà nên là nhớ tụi mày nữa thôi, nhưng mà tạm chén tạm nhân cách kiểu như nhá, rồi lo mà mua phụ kiện phụ gì đeo vào cho nó chuẩn chỉnh cho tớ nhá. Này các chị, này các chị ơi, ui trời ơi nó đẹp cực kỳ luôn nè. Các chị nhìn thấy một cái dàn màu của em chưa, chuẩn chưa, màu nào cũng đẹp hết, màu nào cũng đẹp hết, không có màu nào không đẹp hết. Tối nay toàn là siêu phẩm. Không, tối nay toàn là model không á chị. Rồi, tiếp tục nha. Đây nữa. Mày đưa cái đỏ đô đây con. Mày đưa cái đỏ đô. Đỏ đô của cái mèo đó. Hơn một ấy thôi, cái lại cái ngoài cùng cho chị. Không, nghe đi chị nha. Bây giờ em đứng xe chị nào mà phát hiện được á là em ưu tiên cho chị mua trước luôn này. Này các chị này, em đưa sơ cái thôi, phải nói liền là vải gì giúp em nha. Thái Tuấn á. Trời. Chị ơi, nếu như mà là vải của Thái Tuấn á thì chị phải bỏ ra mua với một cái giá rất là cao. Nhưng mà các chị nhìn nó đẹp như vậy mà giá nó không có mắc tiền như Thái Tuấn thì mới là gọi là trình độ. Còn cái này các chị nói cho em phải gì? Đấy, thấy chưa? Ai đầu tiên nhung? Chị nào đầu tiên vậy? Phan Thu Trâm. Ok, tặng chị Phan Thu Trâm một cái luôn. Lấy màu đỏ cho chị may mắn. Trời ơi. Đúng xác. Trời ơi, nó đẹp còn hơn là các chị mua bất cứ một cái vải gì luôn. Quá xuất sắc luôn. Tặng chị Phan Thu Trâm một phần quà rất là đặc biệt luôn. Còn cái chị gì hôm nãy nhớ in phiếu ra, ngày mai nhắn chị ấy chị gửi quà tặng chị nha. Rồi, bỏ xuống đi. Bây giờ bán hàng đi lượng từ nãy giờ 15-20 phút rồi nó mới có được một cái gọi là một cái khí thế để có thể bán hàng cho các chị. Chứ hôm nay là em oải lắm luôn rồi. Từ ngày đêm còn quen giờ em mới ngủ được chưa được 2 tiếng đồng hồ thôi các chị. Bây giờ mình chốt cái này cho các chị trước nè. Cái lô mà áo bom này này tụi em bỏ cứ cho sọt cho chị đi. Tí bắt đầu chị bán sao chứ bây giờ nó nhanh quá chị bỏ không được. Cho chị một cái sọt cái này bỏ vô đi. Nhanh lên. Này các chị đưa cái này đây cho chị. Này các chị này. Đợt trước nhà em bán bị cháy hàng một lần duy nhất luôn. Bây giờ các chị lấy ngay và liền cho em. Đúng rồi, không uổng công ngày nào cũng xem like của nhà Tú cho nên chị phân biệt được
chị phân biệt được vải này vải kia, chị sẽ biết được cái giá mà em có bán cho các chị tốt hay không nha. Mẻ này các chị lấy thì các chị chốt cho em là đỏ may mắn, giá em chốt các chị 99.000. Này, bỏ cái này luôn. Để tí nữa chị bán cái này sang cái này luôn. Ờ, hàng bông. Vải em đang mặc ha, vải em đang mặc là vải rất là độc lạ luôn chị ơi. 250.000 một vải áo nha chị. Đây là chất vải tơ tằm nha, không phải rồ mango nha các tình yêu nhá. Chốt đơn cho em giá 99.000. Nguyễn Đỏ may mắn, Thơ Nguyễn Đỏ may mắn, Ngọc Dương Nguyễn Đỏ may mắn, Vân Chương Đỏ may mắn, Vân Hương Đoàn Đỏ may mắn, Ngô Hiến Đỏ may mắn, Cẩm Thúy Nguyên Đỏ may mắn, Em Ly Thúy Mai Đỏ may mắn, Thi Hà Nguyên Đỏ may mắn, Thanh Thanh Duyên Đỏ may mắn, Phạm Thủy Linh Trang Đỏ may mắn, Chu Lợi Đỏ may mắn, Đê Đê Sa Thanh Thúy Đỏ may mắn, Hoàng Tuyết Đỏ may mắn hai áo, Thanh Nguyễn Đỏ may mắn, Lan Nguyễn Đỏ may mắn, Đê Đê Sa Thúy Đỏ may mắn, Cẩm Hồng Trần Đỏ may mắn, An Phan Đỏ may mắn, Phúc Nguyễn Đỏ may mắn, Tô Mỹ Đỏ may mắn, Hồ Tâm Đỏ may mắn, Lu Gia Trần Đỏ may mắn, Na Gia Tích Mai Đỏ may mắn, Đình Nguyên Lâm Đỏ may mắn, Ngô Hiền Đỏ may mắn, Thi Hà Nguyễn Đỏ may mắn, Lâm Thị Mai Đỏ may mắn, Mai Lan Đỏ may mắn, Lan Anh Nguyễn Đỏ may mắn, Tư Tư Mắm Đỏ may mắn, Thiên Hương Đỏ may mắn, Dương Phương Đỏ may mắn, Thúy Phi Nguyễn Đỏ may mắn, Nhà Dương Đỏ may mắn, Tú Trần Trần Đỏ may mắn, Phương Trần Đỏ may mắn, Hồng Lê Đỏ may mắn, Phạm Ngọc Đỏ may mắn, Mai Y Thiên Đỏ may mắn, Phương Tà Đỏ may mắn, Trần Lan Đỏ may mắn, Nguyễn Dung Đỏ may mắn, Hai Lan Hai Đỏ may mắn. Đỏ may mắn là chất liệu lụa tơ tằm chị ơi. Tiên Tôn Nữ Đỏ may mắn, Kem Vũ Đỏ may mắn, Tuyết Vũ Phi Đỏ may mắn, Thúy Phạm Đỏ may mắn, Thu Thủy Đỏ may mắn, Mi Nguyên Đỏ may mắn, còn 8 Tê Rê Sao Huyền Đỏ may mắn, Hồ Mai Đỏ may mắn, còn 6 Chuyện Thêm Đỏ may mắn, còn 5 Nguyễn Hằng Đỏ may mắn, Trang Hai Lan Đỏ may mắn, Tê Đoàn Đỏ may mắn, còn 2 Bích Liên Nguyễn Đỏ may mắn, còn 1 Hàng Linh Đỏ may mắn nữa em. Đỏ may mắn là chất vải lụa tơ tằm, giá là 99.000 một áo 2m, khổ 1m6, miếng thi sĩ toàn quốc cho các chị. Đặc biệt nếu nói về giá cả đợt này của nhà em tự tin với các chị, em không phải là người bán cho các chị được là chất vải như thế nào, vì em không có bao giờ bán hàng. Nếu mà đã bán cho các chị thì chắc chắn 100% sẽ bán hàng loại 1, chứ chả có ai dạy dỗ cái bán hàng loại 2 hết. Nhưng em tự tin với các chị là từ giờ đến cuối năm, nếu các chị vẫn còn ủng hộ và đặc biệt luôn là các chị vẫn còn theo dõi livestream của nhà em, hoặc các chị có thể tham khảo những trang khác bán hàng online như em và những cái chất vải như thế này, nếu giá nào không tốt hơn được nữa thì các chị ủng hộ em, còn nếu các chị cảm thấy giá nhà em vẫn chưa hợp lý thì các chị không mua không sao hết nha các tình yêu nhá. Đứng để sắm tay lên nha các chị. Em mà chốt đơn với các chị luôn, em chốt đơn thần tốc luôn ấy. Cho nên là một mã hàng của nhà em chỉ chốt các chị 3 phút thôi. Các chị không lấy là hết một nốt nhạc. Mà nếu không hết một nốt nhạc thì cất đi luôn, chứ không bao giờ đứng năn nỉ. Đó, không, các bán hàng nhà em là như vậy. Một là các chị lấy liền, hai là các chị không lấy. Đó, một cái đơn giản như vậy thôi, em đi mua hàng cũng vậy. Thế mà em thích thì em mua, còn em thích thì lướt qua, chứ không bao giờ ý kiến hỏi cái này hỏi cái kia quá nhiều luôn các tưởng nhiều ơi. Các chị biết sao không, đặt tư cách nếu như một người bán hàng thì chắc chắn 100% sẽ muốn mua hàng đẹp về bán cho các chị, chứ không ai muốn mua hàng dở về bán cho các chị để các chị bị mắng vốn đâu. Vì hoàn toàn các chị mua vải online là bằng niềm tin hết nha các tình yêu nhá. Rồi cho em một nút chia sẻ live stream, và em thấy có rất là nhiều chị tặng sale cho em, cảm ơn các chị rất là nhiều. Rồi giờ bắt đầu mình chốt qua trắng nha. Mẫu này các chị lấy thì chốt trắng tơ tằm cho em 99.000 một áo. Đặc biệt hàng này với cái giá này là chuẩn 100% là phải là 100.000 đấy. Nhưng mà hôm nay em bớt hết các chị toàn bộ. Nếu tối nay em chốt cho các chị được 500 áo là em mất hẳn đi cho các chị là 5 triệu luôn. Vì là mất hẳn đi 1.000 một cái. Nếu mà mất đi 1.000 một cái áo thì các chị tính đi là em cũng còn số rất là lớn luôn. Chốt cho em tơ tằm trắng bảo đảm 100%. Nếu nhận không đẹp, không phải trả tiền cho Tú. Thứ hai nữa, hoa văn này là hoa văn, một trong những hoa văn độc quyền nhà Tú làm tơ tằm thiết kế cho các chị nha. Hà Lê tơ tằm trắng, Em Vi Thúy Mai tơ tằm trắng, Ly và Nguyễn tơ tằm trắng, Trương Quỳnh Anh 2 tơ tằm trắng, Thủ Phong 3 tơ tằm trắng, Giang Nguyễn tơ tằm trắng, Du Lợi tơ tằm trắng, Thúy Vi Nguyễn
Mi Thúy Mai thêm một tơ tằm trắng, Minh Hương tơ tằm trắng, Như Hồng tơ tằm trắng, Xuân Phạm tơ tằm trắng, Mai Y Thiên tơ tằm trắng, Phương Sen tơ tằm trắng, Hồng Hải tơ tằm trắng, Thanh Thuyết tơ tằm trắng, Kim Phụ tơ tằm trắng, Anh Phan tơ tằm trắng, Thanh Thúy Nguyễn tơ tằm trắng, Phi Hà Nguyên tơ tằm trắng, Mộng Hiền La tơ tằm trắng, Nhàn Hai tơ tằm trắng, Châu Phạm Hai tơ tằm trắng, Thơ Hối tơ tằm trắng, Thanh Lan tơ tằm trắng, Oanh Lê tơ tằm trắng, Chu Phương tơ tằm trắng, Thàng Ngọc Anh tơ tằm trắng, Tư Tư Mắm tơ tằm trắng, Nguyên Toàn Nguyên tơ tằm trắng, Thảo Lan Hai tơ tằm trắng, Thạch Trúc tơ tằm trắng, Phúc Trang tơ tằm trắng, Thu Trang Phạm Hai tơ tằm trắng, Thái Nguyên tơ tằm trắng, Thanh Nguyễn tơ tằm trắng, Hàng Đinh tơ tằm trắng, Hồ Mai tơ tằm trắng, Hoài Hà tơ tằm trắng, Như Học tơ tằm trắng, Phạm Học tơ tằm trắng, Gia Hân Nguyên tơ tằm trắng, Ngọc Dung Nguyễn tơ tằm trắng, Sa Sa tơ tằm trắng, Nam Nguyễn Bố tơ tằm trắng, Minh Hoa tơ tằm trắng, Phạm Phụ tơ tằm trắng, Quý Tiểu tơ tằm trắng, Nguyên Nguyễn tơ tằm trắng, Trần Thanh Hai tơ tằm trắng, Ngô Hiền tơ tằm trắng, Hoàng Nguyễn Hai tơ tằm trắng, Nguyên Hoàng tơ tằm trắng, Duy Cẩm Nguyễn Hai tơ tằm trắng, Thái Lê tơ tằm trắng, Chi Nguyên tơ tằm trắng, Hàng Nguyễn tơ tằm trắng, Liên Tôn Nữ tơ tằm trắng, Tê Lê Gia Huyền tơ tằm trắng, Thanh Trần tơ tằm trắng, Trần Chi tơ tằm trắng, Hoàng Ngọc Anh tơ tằm trắng, Oanh Lê tơ tằm trắng, Hoàng Tố tơ tằm trắng, Hòa Đào tơ tằm trắng, Thạch Trúc tơ tằm trắng, Phương Huỳnh tơ tằm trắng, Thắng Nguyễn Hai tơ tằm trắng, Kim Nguyên Hai tơ tằm trắng, Tâm Lê tơ tằm trắng, Huê Phượng tơ tằm trắng, Nguyễn Thơm tơ tằm trắng, Quỳnh Sạc tơ tằm trắng, Nana Huỳnh tơ tằm trắng. 99.000 một áo, một trong những mẫu tơ tằm mà nhà em làm hàng thiết kế, các chị đã từng mua nhà em rồi, và một trong những mẫu độc quyền của nhà Tú luôn, chất vải là không cần phải bàn cãi luôn. Lan Ngọc Hai tơ tằm trắng, Đặng Tố tơ tằm trắng, San Thanh Lan tơ tằm trắng, Lan Nguyễn tơ tằm trắng, Hà Tuyết Hai tơ tằm trắng, Tiêu Hàn tơ tằm trắng, Dương Đức tơ tằm trắng, Ly Nguyên tơ tằm trắng, Sâm Phan tơ tằm trắng, Phương Trần Thu tơ tằm trắng, Thúy Oanh tơ tằm trắng, đẹp lắm luôn. Nguyễn Tình tơ tằm trắng, trời ơi. Phương Nguyễn tơ tằm trắng, Phương Nguyễn Thị Kim tơ tằm trắng, Nguyễn Thị Phương Nguyên Hai tơ tằm trắng. Nó là cái mình hàng mà em làm thiết kế này cho các chị này. Em để lại 2-3 cây hy sinh bán cho các chị thôi, chứ còn thật sự luôn là hàng này không có hàng để có thể làm được với số lượng lớn đâu nha các chị nhé. Lan Nguyễn tơ tằm trắng, Kim Thanh tơ tằm trắng, Thúy Hương tơ tằm trắng, Lê Lộc Hai tơ tằm trắng, Thừa Phong thêm Hai tơ tằm trắng, Nguyễn Dương Hai tơ tằm trắng, Hòa Đào Hai tơ tằm trắng, Lê Nguyên tơ tằm trắng, Thủy Linh tơ tằm trắng, Nga Thiên tơ tằm trắng, Nguyễn Ngọc Bảo tơ tằm trắng, Nadia Nguyễn tơ tằm trắng, Phan Thúy Nguyễn thêm một tơ tằm trắng, Thu Nguyệt Đặng Thu tơ tằm trắng, Nguyễn Tiên tơ tằm trắng, Maria Nụ tơ tằm trắng. Giá 99.000 một áo 2m khổ 1m6, miễn phí ship toàn quốc cho các chị luôn. Các chị ơi, các chị hỏi em có mềm không? Dạ có. Các chị hỏi em có độ co giãn không? Có. Các chị hỏi em có đẹp không? Mua thử một lần đẹp thì lần sau ủng hộ Tú tiếp nha. Hàng này là lâu lâu em mới bán một lần chứ không có bán gì. Là hàng này em đã lên lịch cho các chị, là em làm thiết kế cho các chị qua đầu năm em bán hết rồi, cho nên em để lại cho các chị khoảng 2-3 cây bán hàng trơn cho các chị thôi. Còn toàn bộ là không làm nữa nha. Cho nên là thêm ba tơ tằm trắng, tranh thủ sớm nhất giúp em đi các chị ơi. Hôm nay muốn các chị hỏi nữa là đặc biệt luôn, là Nhung hỏi em mà bán kỹ cho các chị luôn, là cũng không chốt đơn luôn nha các chị ơi. Hồ Mai thêm một tơ tằm trắng, Nguyễn Thiện tơ tằm trắng, còn bằng này nè, còn bằng này Tiêu Hàng thêm một tơ tằm trắng, Dương Trần tơ tằm trắng, Gia Hân Nguyên tơ tằm trắng, Anh Thương Nguyễn Thị tơ tằm trắng, Trung Phan Hai tơ tằm trắng, Maria
như thị xuân tơ tằm trắng, đặng thị mộng lan tơ tằm trắng, thúy quý tơ tằm trắng, hồng đỗ thúy hai tơ tằm trắng, thúy oanh thêm một tơ tằm trắng, em mi thúy mai thêm hai tơ tằm trắng, nga trần tơ tằm trắng, nga rô hai tơ tằm trắng. Thấy có kẻ như trời đúng không? Đến ở bên cái phiếu bên này đi thì thấy có 3 4 cái một phiếu này cả chục cái à. Ngày mai em nghỉ nha, chị nói trước à, nếu tối nay mà em bán hết hàng cho các chị là ngày mai em nghỉ nhá, em để em lấy sức để em còn đi giao lưu nữa các chị ơi, là mai em nghỉ nhá, cứ nói tới nghỉ cái là con này nó chạy thích thú gì đâu các chị. Ngày mai tụi mày cắt cho chị à, hôm nay chị nó không thấy nó ấy tay không biết là như thế nào luôn. Còn không thì ngày mai có thể về là khoảng chừng là 800 áo thiết kế. Ừ, nếu mà có làm có về thiết kế thì báo chị được thì giấy lớn thì tập trung bán hàng, còn không thì tao ngủ nha. Rồi chốt đơn. Chốt đơn này các chị ơi, đẹp chưa? 99.000 một áo cho em nha các chị ơi. Trời ơi, nó đẹp thôi luôn ý. 605 cho em, giá 99.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 605 cho em ha. Quá trời quá đất. Lê Nguyễn 605, Gia Nguyễn 605, Mai Gia Nguyễn 605, Bích Liên Phạm 605, Ngọc Dương Nguyễn 605, Gia Nguyễn thêm 2 áo 605, Sài Gòn 605, Hoa Hậu 605, Linh Tuyền 605, Trần Hường 605, Bích Cửu 605, Anna Nhung 605, Emmy Lê Mai 605, Lệ Tâm 605, Phan Thu Trâm 2 áo 605, Ani Lê Hoàng 605, Tuyết Ban 605, Nguyên Si 605, Jenny Nguyễn 605, Trần Ngọc Quỳ 605, Teresa Huyền 605, Mến Bắc Ninh 605, Loan Huy 605, Nguyễn Ngọc Bảo 605, Mai Lê 605, Tràng Thanh 605, Phạm Ngọc 605, Mai Loan 2 áo 605, Linh Linh 605, Bùi Thị Hiền 605, Kim Thanh 605, Như Thủy 605, áo dài vui tiếp 3 áo 605, Hồng Hạnh Trang 605, Liên Ngô 605, Mai Phượng 605, Mộng Hiền Lan 605, Thanh Nguyễn 605, Phương Trần 605, Phan Thanh Lan 605, Như Tiếp Mai 605, Cát Hà 605, Thân Thảo 605, Cương Liêu 605, áo dài Thảo Hiên 605, Oai Nguyễn 605, Phan Thầm 605, Bảo Phương 605, Giang Nguyên 605, Thu Thanh 605, Trương Đoàn 605, Thúy Phạm 605, Nga Nguyễn 605, Anna Lê 605, Nguyễn Linh 605, Hồ Mai 605, Tuyết Nhung Phạm 605, Chưa Lý Sĩ Phạm 605, Nguyễn Hương 605, Lê Phúc 605, Phương Hương 605, Yến Hoàng 605, Lê Trần 605, còn 2, Trần Ngọc Quỳnh 601. Đưa thị Kim Huệ 2 áo 605 hết. Các chị ơi, cái hàng này này, thật tình với các chị luôn á, là nếu mà đúng với dự định của em là em sẽ bán cho các chị giá là 180.000. Hàng này em nhập xỉ vào là giá 55.000 một mét vuông. Bây giờ em tính cho các chị giá tốt không bao giờ bằng luôn. Em không lấy chi phí mà các chị phải trả tiền phí đâu. Giá này là giá có lời thôi, tại vì các chị biết đó, đi mua bán là phải có lời mà. Còn hoàn toàn là em sẽ cân đo đong đếm làm sao đó để từ giờ đến cuối năm em bên em sẽ hoàn toàn hỗ trợ phí ship cho mình nha, hỗ trợ phí ship cho chị. Cho nên là các chị nếu như mà chị nào chê cái mình hàng này mà chỉ cần thêm 30.000 thôi, các chị về các chị mặc hoàn toàn nó sẽ khác.
Và hoa văn này á, em cũng giá bao cho các chị luôn. Nếu chị nào mua được với giá rẻ hơn nữa thì các chị cứ mua. Còn nếu các chị không mua được thì các chị mua ủng hộ em. Vì giá này là em chỉ bỏ túi đúng 20.000, 10.000 em trẻ thương cho nhân viên. Còn 10.000 em trẻ cho bên vận chuyển cho đơn hàng của các chị. Là em hỗ trợ hết phần cho mình rồi nha. 130.000 một áo cho em. Cái màu này là cái màu mà em mê nhất luôn. Đẹp lắm luôn. Nó là cái màu vàng mà vàng cải, chứ nó không phải vàng đồng như những cái tơ tằm bình thường nhà mình vẫn thường bán đâu các chị. Những cái hàng này là hoàn toàn nó quay ra đợt về sau này, màu mới rất là đẹp. Nhập xỉ giá vốn vào là 55.000 một mét nha mấy chế. Chốt đơn cho em 130.000 một áo, miễn phí ship toàn quốc cho mình luôn. Chị nào đấy thì các chị chốt 137 cho em. Nói rồi nha, tối nay mà ngày mai không có là nghỉ chứ không mang nữa. Bán hàng chứ em, hôm nay chứ sao mẹ không bán hàng, hôm nay mẹ ạ. Mai Thu 137, Châu Long 137, Văn Leo 137, Nga Nguyễn 137, Phương Xe 137, Chuyển Bê Hương Đoàn 137, Trần Nguyễn Phu Nguyên 137, Thái Nguyễn 137, Phương Tạ 137, Hạnh Hồ 137, Phương Huỳnh 137, Quang Khánh 137, Anna Ca 137, Thu Đoàn 137, Ma Loan 137, Chi Trần 137, Bùi Thị Lệ Linh 137, Nhàn Thanh 137, Lệ Tâm 137, Ngô Thị Nguyệt 137, Thơ Huế 137, Thu Hằng Huỳnh 137, Bích Liên Nguyễn 137, Dương Thúy 137, Thanh Trần 137, Dương Phan 137, Kim Thanh 137, Phạm Thúy Linh Giang 137, Thanh Nga 137, Nguyễn Nghiêm 137, Kim Phượng 137, Thanh Thảo 137, Trâm Thương 137, Hạnh Hồ 137, Cương Liêu 137, Dương Tiết Mai 137, Yên Nguyễn 137, Đa Nguyên 137, Thạch Tuyết Mai 137, Áo Dài Thu Tuyết 137, Linh Nguyễn 137, Phương Liên 137, Thanh Thế Nguyễn 137, An Phan 137, Mai Huynh 137, Phu Trang Phạm 137, Maria Nụ 137, Dung Kim 137, Thi Nam 137, Yến Hoàng 137, Hoàng Ngọc Anh 137, Kim Vân Bùi 137, Phan Di Chen 137, Dung Lê 137, Mai Thiên Thiên 137, Hồ Mai Hai Áo 137, Huỳnh Mai 137, Liêm Lê Thi 137, Thi Lê Lê Sa Bùi 137, Thiền Diệu Hiền 137, Tiến Yến Ly 137, Hoa Hoàng 137, Dương Thúy 137, Hàng Nguyễn 137, Hạnh Vân 137, Ly Cẩm Nguyễn 137, Ngô Hiến 137, Ly Ly 137, Nga Nguyên 137, Phùng Hợp 137, Jamie 137, Hà Quách 137, Thiên Vũ 137, Vân Lê 137, Thanh Hồng Nguyễn 137, Emmy Thúy Mai 137, Trân Thương 137, Trương Lý Sĩ Thành 137, Nét Trần Thị 137, Đàn Hồng Châu 137. Chị ơi, hôm nãy thấy có một chị comment lên hỏi em là bạn này có đồ co giãn không? Dạ thưa với chị là bạn này có đồ co giãn, và nếu thực sự mà không đẹp thì chắc sẽ không bán khách hàng như vậy đâu các chị. Giá tốt, chất lượng vải tốt, hoa văn mẫu mã thay đổi cho các chị cập nhật hàng ngày luôn. Mẫu mã rất là đẹp luôn. Và đặc biệt luôn là bên em bán theo dạng, bên shop em duy trì được như ngày hôm nay là do số đông của các chị, chứ còn nếu nói là lời nhiều thì thật sự là không hề lời nhiều. Lắm cái màu này hơi trước ở ngoài đó là một vàng cải, nó không phải một vàng đồng đâu, một vàng bồng thì rất là bình thường rồi. Trời ơi đẹp lắm các chị ơi. Rồi tiếp tục, có màu này thì nó cực kỳ lạ luôn. Các chị nhìn trên này thì tưởng nó là màu trắng trắng xám xám, không, em tả các chị nha. Nền của nó là màu xanh xanh môn môn, nhưng mà nó lại là ánh hồng mà hồng mà hồng nút, rất là sang, đẹp lắm. 643 cho em giá 130.000 một áo, thì nào lấy chị cứ chị cốt 643 cho em. Em đứng xe là các chị biết cái độ ánh hồng của nó rất là đẹp. Những cái tông này các chị mặc cực kỳ tây luôn. Giá 130.000 một áo em miễn phí ship cho mình luôn. Nếu các chị bảo mà giá cao nữa thì em chịu luôn rồi đấy. Xuất sắc luôn.
đẹp lắm lắm luôn á, mình hàng là không chê được nét nào luôn, rất đơn nha. Mai này khác phải không nãy nha mấy chị? Hàng Hồ 643, em đi Thúy Mai 643, Châu Năm. Châu Năm 643, Lê Nguyễn 643. 463 cũng được mà chụp hàng Hồ. Hoàng Oan lên 643. Mai Huyên 643. Thúy Vi Nguyễn 643, Phạm Dung 643, áo dài Thu Tuyết 2 áo 643, Thúy Nguyễn 643, Đoàn Hồng Châu 643, Hoa Chu 643, Lan Nguyễn 643, Châu Nguyên 643, Hạnh Vân 643, Teresa Huyền 643, Huệ Trần 643, Xuân Nguyễn Thị Kim 643, Nguyễn Hồng Liên 643, Hương Hương 643, Thu Hằng Huỳnh 643, Thủy Linh 643, Trâm Nguyễn Anh 643, Ngô Hiền 643, Loan Trần 643, Ngọc Dung Nguyễn 643, Mai Loan 643, Trương Lý Sĩ Thành 643, Như Thủy 643, Lương Thị Kim Huệ 643, Tin Vùng, Tin Võ 643, Thanh Nguyễn 643, Nguyễn Ngọc Bảo 643, Ngô Diễm Tình 643, Hồ Mai 2 áo 643, Thảo Nguyễn 643, Hạnh Dung Hà 643, Lan Nguyên 643, Uyên Hoàng 643, Thừa Phong 643, Mai Y Thiên 643, Nắng Hạ 643, Mây Xanh 643, Tiệm Lên Bà Già 643, Nguyễn Thị Thu Hương 643, Kim Thanh 643, Oanh Kim 643, Thân Thị Kim Bảo 643, Nguyễn Thanh Thúy 643, Dung Lê 643. Đình Cẩn Nguyễn 643, Trần Thị Anh Đào 643, Lê Nguyên 643, Thanh Nga 643, Tiệm Lên Bà Già có cái gì nghe em đi. Mai Thu 643, Ngô Nguyệt Thị 643, Nguyễn Mỹ Hải 643, An Bình 643, Trần Chi 643, Ngọc Phương 643, Lê Liên 643, Hạnh Hiếu 643, Hải Nguyễn 643, Nguyễn Phụng 643. Người đặt 643 thì người còn thiếu thì cứ là 463. Vậy thì bây giờ chính xác là 643. Quyền Trân 643 cũng được, 463 cũng được, 643 cũng được đây này. Rõ ràng là mẹ mặc áo dài rất là chật nha bác, nhưng mà mẹ mặc Như Nguyễn 643. Giống như là mẹ ăn tên 1 người đến giờ. Lý Phương Thảo 643, Thanh Nguyễn 643, Anna Lê 643. Người đến giờ. Vân Phan 643. Ăn con miếng cháy mà nở nhanh vậy em, thì kẹt thấy thì còn ớt ộp à. Trời ơi, 643 em còn 20-30 éo nữa, các chị lấy hết đi. U là trời ơi, em nói này, em bán 1 tháng này tính ra tơ tầm cho các chị chắc khoảng chừng 20-30 ngàn áo rồi, không có màu này luôn, các chị lấy sai vào liền. Các chị nhận ở ngoài đi, trời ơi, đẹp cực kỳ luôn. Hải Linh Âu 3 áo 643. Nền của nó là cái màu hơi sáng nguyên 643, nhưng mà đặc biệt luôn là những cái hoa văn của nó khi các chị đi di chuyển là nó lấp lánh, nó cái màu của nó ánh sạch gừng giống như là màu hồng nước rất là sang. Nguyễn Việt 2 áo 643, Lưu Thủy 643, Nguyễn Kim 643, Quỳnh Trân 643, Yến Hoàng 643, Thân Đạn 643, Minh Hương Đoàn 643, Liễu Nguyễn 643, Kim Hương 643, Tô Phước 643, Tâm Minh 643, giá 130.000 thôi nha các chị nha. Các chị chốt cho em. Em bảo Nam Phạm 3 áo 643. Các chị không thấy đẹp, các chị khỏi cần nói, em lựa cho các chị những cái màu lạ, màu đẹp và những cái tông hiện bây giờ đang, những cái tông này hiện bây giờ đang rất là cho em luôn á. Mua 2643, áo dài Thu Tiếp thêm 2 áo 643. Em còn cho các chị tổng đúng 9 áo, giá cho em 130 ngàn một áo, và em còn 2 màu nữa, 2 màu này một trong những màu best seller. Sài Gòn 2 áo 643. Một áo cho em nha các chị ơi. Duy Tân Nguyễn 643, Suri 643. Còn đâu? Kiều Linh 643. Còn 4. Hà Quách 643. Còn 3. Quá đẹp luôn.
quay ngang đó là nó lại ánh xà cừ như vậy là các chị nào màu rêu pha với lại màu hồng hồng dâu dâu mà em vẫn thường bán cái quần màu hồng dâu để xin cho các chị hai ngày mai nhiều nhiều với các chị nhớ không? Còn đây là bên hai 130.000 một áo cho em nha, 35 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 35 cho em các chị ơi. Bao giá toàn thị trường thôi, nó bao kẹp cái nước Việt Nam rồi cho các chị các sở loại bao luôn. Qua năm mà em mà có thời gian lặng em đi lấy trực tiếp được các chị không có trung gian được các chị mua hàng. Hồng Lê 3 năm, Teresa Huyền 3 năm, Mai Y Thiên 3 năm, Trúc Lê 3 năm, Lưu Thủy 3 năm, Vua Bin 3 năm, Cương Lưu 3 năm, Nguyễn Thô Mất 3 năm, Phượng Bích 3 năm, Hồng Hải Phan 3 năm, Mai Thi 3 năm, Minh Hương Đoàn 3 năm, Thanh Nguyễn 3 năm, Lưu Loan 3 năm, Mai Thu 3 năm, Nguyên Si 3 năm, Pháp Phương Nguyên 3 năm, Loan Trần 3 năm, Mai Giang Nguyễn 3 năm, Đặng Mỹ Lệ 3 năm, Nga Nguyễn 3 năm, Trần Thị Tuyết Hải 643, Thiên Di 3 năm, Tuyết Trinh Trần 3 năm, Tô Ha 3 năm, Áo Dài Thu Tuyết 2 áo 3 năm, Nguyễn Việt 3 năm, Nguyễn Thị Hoài Trang 3 năm, Anh Phan 3 năm, Thu Hoài 3 năm, Hạnh Hồ 3 năm, Hoài Hà 3 năm, Marino 3 năm, Mỹ Hạnh Nguyễn 3 năm, Thanh Thúy Nguyễn 3 năm, Trần Thanh Thúy 3 năm, Tuyết Đàm 3 năm, Thu Nga Trần 3 năm, Thân Thảo 3 năm, Thiên Di 3 năm, Dung Lê 3 năm, Nguyễn Mỹ Hạnh 3 năm, Liên Ngô 3 năm, Bùi Bùi 3 năm, Đoàn Hồng Châu 3 năm, Kiều Đoàn 3 năm, Bích Hường 3 năm, Trần Lan 3 năm, Kim Nguyên 3 năm, Tuyết Trên Trần 3 năm, Phương Lan Nguyễn 3 năm, Bảo Phương 3 năm, Thảo My Hà 3 năm, Bùi Bùi như một tiếng, Lệ Thu 3 năm, Nguyễn Hậu 3 năm, Nguyên Hoàng 3 năm, Oanh Lê 3 năm, Maria Nguyễn 3 năm, Hùng Trần 3 năm, Lý Phương Thảo 3 năm, Bích Nga 3 năm, Thâu Nguyễn 3 năm, Đinh Hằng 3 năm, Huyền Nguyễn 3 năm. Heo Đất 3 năm. Giá cho em 130.000 một áo và còn đúng một màu này nữa là hết cho các chị ơi. Hết lô này và bắt đầu em bán qua cái lô mà chị sáng em vũ trên tường cho các chị ấy. Đấy, đủ màu luôn này. Màu này em vẫn khuyến cáo với các chị luôn là các chị mặc ở ngoài ấy. Các chị có nhớ là các chị mua nhà em riêng cái màu mà sáng lạnh mà em bán 2 la cho các chị mặc khoảng chừng là 300 quần chưa? Cái màu này là một trong những cái màu mà phải nói là gọi là siêu thần thánh luôn. Đây là quên hàng thiết kế nữa này các chị, em cũng làm một cái dạng màu như vậy các chị mặc lên rất đẹp nha, các chị nhìn thấy cái áo thiết kế và thổ cẩm này của em chưa? Nguyễn Loan 3 năm 130.000 một áo, chứ phải là lụa tơ tằm nha các chị nha. Nguyễn Thị Kiều 3 năm 84 cho em, giá 130.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 84 cho em các chị ơi. Chị nào lấy xếp thì các chị cứ đánh luôn cho em 84 xếp, em bỏ quần đi cho các chị luôn, em hỗ trợ các chị. Dương Thúy 84, Tuyết Ban 84, Hải Vân 84, My Hương Đoàn 84, Hà Lê 84, Bùi Bùi 84, Thơ Nguyễn 84, Emmy Thúy Mai 84 xếp, Nguyễn Châu Ngọc Phương 84, Tuyết Nguyễn 84, Kim Anh Duy 84, Mai Thu 84, Phan Thu Trâm 84, Ruby Gold 84, Bình Oanh 84, Tiên Chương 84, Hoa Nông 84, Nhung Phan 84, Teresa Huyền 84 xếp, Linh Phạm 84, Ruby Gold đổi lại bên phía lấy xếp nha, Ngoại Hà 84, Hồ Mai 84, Thân Thị Trâm 84, Kiều Đoàn 84, 84 cho em giá 130.000 một áo, thì Kim Phượng 84 cho em các chị ơi. Quốc Ngân Hạnh Hồ 84 quá trời quá. Thanh Nguyễn 84, Ái Nguyệt 84, Phương Thu 84, Đoàn Hồng Châu 84,
Đối kiểu du 84 set, hùng hợp 84. 84 em chốt cho các chị giá 120. Cô Nguyễn Thi 84. Chị nào lấy thì các chị chốt 84 cho em. Giá có 130 thôi các chị ơi, giá rất là tốt luôn nha các tình yêu nhá. Em xem 135. Hàng này là không có đủ rồi, tôi xin bán luôn. Về bao nhiêu là hết bấy nhiêu, về bao nhiêu là hết bấy nhiêu. Về bao nhiêu là nhà Nguyễn 84. Quá trời chưa? Này cho các chị nhìn cận cảnh cho em này. Chiều nay em có sáng hay cố lên cho các chị. Ừ là ngờ lên cái phần hàng của nó. Hơn cả tiếng chi luôn. Em hai á chị. Chị để bác em à. Chút. Hình như sáng này Nhung mới chốt đồng phục đúng không? Trời ơi, tuyệt vời. Tiến chi thì rớt màu nhiều lắm các chị ơi, các chị chuyển qua mặt cái này cho em. Em tính cho các chị giá tốt hơn luôn, 99.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt sang đọc dưới cho em. Còn cái màu mê lắm luôn. Liên Lê 84. Em thêm một áo. Thôi ôi. Các chị ơi, sang đọc chuối cho em giá 99.000 một áo 2m, khổ 1m6, chất vải hả? Hỏi tú là có đẹp không? Nếu chị nào đã mặc tiếng chi rồi thì chất này còn đẹp hơn cả tiếng chi luôn. Hoa văn phải nói là siêu siêu đẹp luôn. Em Mi Thúy Mai xanh đỏ chuối, Nhi Vũ xanh đỏ chuối. Quá đẹp. Sang đỏ chuối cho em giá 99.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt sang đỏ chuối cho em nha các chị nha. Nguyên Nguyễn xanh đỏ chuối, cô Bin xanh đỏ chuối, Thanh Hằng Bùi xanh đỏ chuối, cô Thủy xanh đỏ chuối, My Diễm xanh đỏ chuối, Nguyên xanh đỏ chuối ba áo, TD Sao Loan Hòa xanh đỏ chuối, Hạnh Hồ xanh đỏ chuối, Trang Nguyễn xanh đỏ chuối, Đoàn Hồng Châu xanh đỏ chuối, Trần Thanh Thúy xanh đỏ chuối, Bùi Bùi xanh đỏ chuối. Em bảo đèn các chị ra ngoài mà các chị đang thấy hai hương xanh đỏ chuối. Trang Trần xanh đỏ chuối. Xanh đỏ chuối cho em nhé. Chị TD Cha Bùi xanh đỏ chuối. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh đỏ chuối cho em ha. Phố với lại quần màu xanh rêu này. Phố với lại quần màu xanh cổ điển này. Phố với lại quần trắng này. Phố với lại quần đen này. Trời ơi nó đẹp tuyệt vời luôn. Màu này các chị lấy thì các chị chốt. Màu Hiền Lan xanh đỏ chuối. Mai Phượng xanh đỏ chuối. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là màu hồng trắng sen giá cho Nguyên Hoài xanh đỏ chuối. Áo chất vải là được sơ thẳng. Mai Loan xanh đỏ chuối. Không thấy khoai băng ở đây. Khoai băng là gì? Khoai băng bạc đẹp. Tròn và đẹp quốc rồi. Thi Bình Nguyên hồng cánh sen, Hà Lê hồng cánh sen, Thảo Lam Hai hồng cánh sen, Ngọc Thu Nguyễn xanh đỏ chuối, Nana Huỳnh Ba hồng cánh sen, Kim Vân Bùi xanh đỏ chuối, Pháp Phương Nguyên hồng cánh sen, Liên Ngô hồng cánh sen, Ngọc Thu Nguyễn xanh đỏ chuối, Mai Mai hồng cánh sen, Ruby Gold hồng cánh sen, Bảo Đương Hai hồng cánh sen, Nguyễn Huệ hồng cánh sen, Lưu Thúy hồng cánh sen, Bích Châu Trần hồng cánh sen, Trần Thị Anh Đào hồng cánh sen, Hồ Mai hồng cánh sen, Kiều Đoàn hồng cánh sen, Kim Thanh Phạm hồng cánh sen, Nguyễn Phương hồng cánh sen, Đoàn Hồng Châu hồng cánh sen, Sơ Ha hồng cánh sen, Mai Mai xanh đỏ chuối, Mai Phượng hồng cánh sen, Tiệm Lên Bà Già hồng cánh sen, Ngọc Phương Hai hồng cánh sen, Hoa Chu hồng cánh sen, Thi Trần hồng cánh sen, Thi Nam hồng cánh sen, Lưu Thủy hồng cánh sen. Các chị thấy chưa? Thứ nhất là cập nhật hàng mới cho các chị, thứ hai nữa là cuối Kim Vân Bùi hồng cánh sen. Đúng giá phải nói dùng từ cho các chị gọi là siêu siêu tốt để cho các chị có thể mua hàng của mặt đẹp luôn. Có ai bán hàng này với giá 99.000 mà còn được miễn chi phí cho các chị tuyệt đối luôn. Giá
Bùi Thị Minh chan xanh đỏ chuối. Màu này các chị chốt cho em là màu vàng ăn. Màu này màu đáng quen rồi. Nguyệt Hồ hồng cánh sen. Màu này các chị chốt cho em là màu vàng ăn nha. Ly cả Nguyễn Hồng cánh sen. Thảo Lam hai vàng anh, Nhi Vũ vàng anh, Trang Nguyễn vàng anh, Nguyệt Hồ xanh đỏ chuối, Thi Bình Nguyên vàng anh, Kim Nguyên hồng cánh sen, Hạnh Hồ vàng anh, Trần Hân vàng anh, Teresa Loan Hoàng vàng anh, Hà Lê vàng anh, Bảo Lương ba vàng anh, Lê Nguyên vàng anh, Nguyệt Hồ vàng anh, Ánh Huỳnh vàng anh, Anna Nguyễn vàng anh, Hồng Thu vàng anh, Chi Nguyễn vàng anh, Julie Bùi vàng anh, Đoàn Hồng Châu hai vàng anh, Sa Sa vàng anh, Dương Phương vàng anh, Nguyễn Tuyết vàng anh, Nguyễn Huệ vàng anh. Nguyễn Nguyệt hai vàng anh, Thanh Đặng vàng anh, Thi Nguyễn vàng anh, Mộc Linh vàng anh, Anh Bình vàng anh. Hấp mẫu phần làm comment giúp em thêm số điện thoại em trước đây nha các chị ơi. Nana Huynh ba vàng anh, Huỳnh Xuân Hiệp hai vàng anh. Giá 99.000 một áo hỏi có mềm không? Dạng mềm tuyệt vời. Hỏi có đủ co giãn không Tú ơi? Không giãn hỏi còn trẻ mình có Tú rồi. Đỏ tươi nha, không có đỏ tươi cho các chị. Đỏ tươi hôm nay nhà em có hàng này nè. Đỏ tươi là hôm nay nhà em có hàng này nè các chị. Còn đỏ này em đang đưa vào cho các chị. Mi Diễm vàng anh, Thu Thủy vàng anh, Ngọc Hân vàng anh. Hai vàng anh nữa hay ba? Lan Ngọc vàng anh. Trần Thiên Hà hồng cánh sen. Màu này các chị chốt cho em là màu đỏ đô. Đỏ đô này là đỏ đô tươi chứ nó không phải là màu đỏ nha. Các chị lưu ý giúp em nha. Màu này là màu đỏ đô tươi, ở ngoài mặt rất là vừa. Còn màu đỏ nếu phải vài áo mẫu mặt. Chị ơi, cái hoa này thì em không có đỏ. Em chỉ có đỏ đô tươi cho các chị thôi. Nào mẫu chị có đỏ đô cho em đẹp lắm. Đặc biệt áo da chị và áo da cắt tân mùa này mặc rất hợp lý luôn. Maria Trần vàng anh, Simi Út vàng anh, Hoa Hồng đỏ đô tươi, Thảo Lam hai đỏ đô tươi, Run Du đỏ đô tươi, Phương Huỳnh vàng anh, Hồ Mai đỏ đô tươi, Trần Thị Anh Đào đỏ đô tươi, Nguyễn Hòa đỏ đô tươi, Kenjo đỏ đô tươi, Nguyễn Việt hai đỏ đô tươi, Bùi Nga đỏ đô tươi, Bảo Lương hai đỏ đô tươi, Nguyễn Hương đỏ đô tươi, Đạt Phạm đỏ đô tươi, Minh Trang đỏ đô tươi, Quỳnh Đinh vàng anh, Ruby Gold đỏ đô tươi, Nguyễn Phương đỏ đô tươi, Phương Huỳnh đỏ đô tươi, Maran đỏ đô tươi, Tâm Huỳnh đỏ đô tươi, Teresa Loan Hoàng đỏ đô tươi, Minh Hồ hai áo đỏ đô tươi, Hoàng Dung đỏ đô tươi, Nguyễn Châu Ngọc Phương đỏ đô tươi, Hồng Nguyễn đỏ đô tươi, Tô Mỹ đỏ đô tươi, Uyên Hoàng đỏ đô tươi, Phạm Mai đỏ đô tươi, Ngân Phạm đỏ đô tươi, Phạm Thị Bích Nhung đỏ đô tươi, Phạm Tựa đỏ đô tươi, Cô Ha đỏ đô tươi, Đàn Hồng Châu đỏ đô tươi, Tuyết Nguyễn đỏ đô tươi, Đào Thị Thanh đỏ đô tươi, Trần Trúc đỏ đô tươi, Liên Ngô đỏ đô tươi, Trương Hoàng My đỏ đô tươi, Hà Lê đỏ đô tươi, Hoa Phạm đỏ đô tươi, Hồng Hạnh đỏ đô tươi, Hoa Nguyễn đỏ đô tươi, Nguyễn Thị Minh Tâm đỏ đô tươi, Ngọc Hân hồng cánh sen. Phạm Thảo hồng cánh sen. Màu này các chị chốt cho em là màu hồng dâu nha. Cô Hà xanh
đỏ chuối. Đỏ đô tươi ăn hết rồi nha chị ạ. Cắt quần ra chưa? Mai Y Thiên hồng dâu, Trần Anh hồng dâu, Nguyệt Hồ hồng dâu, Đảo Nương Ba hồng dâu, Móm Tiên hồng dâu, Anh Phan hồng dâu, Ngọc Hân hồng dâu, Vi Hương Đoàn hồng dâu, Thu Hằng Nguyễn hồng cánh sen, Hoa Chu hồng dâu, TV Sang Anh Hoàng hồng dâu, Trần Thị Anh Đào hồng dâu, Maria Trần hồng dâu, Hùng Thuần hồng dâu, Hoàng Cầm hồng dâu. Các chị mà nhận ở ngoài á, em bảo đảm luôn hôm nay là thứ tâm, hôm nay là thứ tư, ngày mai là thứ năm, ngày mốt là thứ sáu. Thì chị ở gần em, ví dụ như ở Sài Gòn hay ở Vũng Tàu hay ở Bình Phước, là các chị sẽ nhận hàng, em khẳng định luôn, các chị sẽ có phải ngồi siêu tích cực luôn. Hồng dâu cho em. Đoàn Hồng Châu hồng dâu, Thanh Đặng hồng dâu, Đỗ Phương hồng dâu, Tiên Trương hồng dâu, Hoàng Cầm hồng dâu 2 set, Hoàng Dung vàng anh, Nguyễn Hằng hồng dâu, Ken Vô hồng dâu, Nguyễn Du My hồng dâu, Đỗ Kim Chi hồng dâu, Lê Ngô hồng dâu, Thảo Lam Hai hồng dâu, Trần Anh Sen đỏ chuối. 99.000 một áo 2S của 1S6. Hồng Hạnh Trần hồng dâu. Ngân Phạm hồng dâu. Hồ Mai hồng dâu. Kim Nguyễn vàng anh. Bích Trương hay hồng dâu. Cái hoa này là các chị, nếu mà các chị Maria Trần hồng dâu. Hoa này anh Phạm hồng dâu. Đóng rồi, hôm qua em bán rồi các chị ơi. Màu này các chị cho em là màu xanh ngọc. Phạm Thảo hồng dâu, Mỹ Nguyễn hồng dâu, Tuyết Minh hồng dâu, Hoa Chu thêm một hồng dâu, Thu Hằng Nguyễn hồng dâu, Hồ My hồng dâu, Hồng Nhung xanh ngọc, Bùi Nga xanh ngọc, Bảo Nương hai xanh ngọc, anh Phạm xanh ngọc, Teresa Văn Hòa xanh ngọc, Hồng Thu xanh ngọc, Hoàng Ngọc Anh hồng dâu, Nguyệt Hồ hai xanh ngọc, Trang Phạm xanh ngọc, Hồng Nhung hồng dâu, Lan Phương xanh ngọc, dạ chưa tốt. Mặc Thảo Lan hai xanh ngọc. Mặc vậy thôi các chị đừng mất tiền quá để làm gì. Đỗ Kim Chi xanh ngọc, Quý Thị Thanh Nguyễn hồng dâu, Kim Thanh Phạm xanh ngọc, Triền Hải xanh ngọc, Thu Đặng hồng dâu, Xuân Nguyễn Thị Kim xanh ngọc, Hà Nguyễn xanh ngọc, Mai Y Thiên xanh ngọc, Quyên Ba xanh ngọc, Thừa Phong hồng dâu. Thi Nam hồng dâu. Giá cho em 99.000 một áo 2m khổ 1m6 miễn phí ship toàn quốc cho mình rồi. Một ngày thế thì bỏ ra toàn 180 phút. Các chị lướt ra phở bò hoặc các chị lướt TikTok và các chị sẽ thấy những cái dạng mặt này của em bán. Ngày đó là người ta mặc, người ta chụp hình rất là nhiều luôn. Tuyên Phản xanh ngọc, Nguyễn Tân xanh ngọc. Giá cho em 99.000 một áo 2m khổ 1m6 nha. Hồi Trâm xanh ngọc và hồng dâu. Rất là đẹp, các chị cứ yên tâm. Phải lo lắng chứ không khi vào mua mặt của nhà em đâu, trời ơi. Thu Sương Nguyễn xanh ngọc và hồng dâu. Tuyết Vũ xanh ngọc. Cả bộ là bao nhiêu hả? Cả bộ là giá 190.000 thôi. Áo 2m của 2m. Đàn Hồng Châu xanh ngọc. Màu này các chị chốt cho em là một cà rốt. Oan Lê xanh ngọc, Nguyễn Mỹ hồng dâu. Đỏ đô tươi hết rồi. Thu Sương Nguyễn cà rốt, Trang Phạm cà rốt, Nguyệt Hồ hai cà rốt, Móm Tinh cà rốt, Trang Nguyễn cà rốt, Anh Bùi cà rốt xét, Quỳnh Đinh cà rốt, Hạnh Hồ cà rốt xét, Hạnh Phạm hồng dâu,
Hùng Hồn cà rốt, Hoàng Ngọc Anh cà rốt, Nga cà rốt, Thảo Lam hai cà rốt, Nhi Phú cà rốt, Phạm Thảo cà rốt, Kenjo cà rốt, Phương Huỳnh cà rốt, Mai Loan cà rốt, Maria Lụ cà rốt, Bích Phạm cà rốt, Hồng Thu cà rốt, Phương Linh cà rốt, Hòa Tuyết hai cà rốt, Đỗ Phương cà rốt và Xanh Ngọc, Nan Nguyễn Hồng Dâu Xét, Liên Trần cà rốt. Cà rốt này các chị, giá cho em 99 ngàn một áo, 2 mét khổ 1m6 nha các chị nha. Và chị nào lấy thì các chị chốt cho em phép luôn. Áo 2 mét quần 2 mét giá là 190 ngàn một bộ. Những chú chú chẳng hết cho mọi người. Tê Đê Sa Loan Hoàng cà rốt, Kim Hà Thị cà rốt, Hà Nguyễn cà rốt. Chị nào lấy thì các chị chốt cà rốt cho em ha. Cái lô ở đằng sau á các chị, nó là chất hương có cà rốt mà lại là có đồ con rẻ. Hàng này là em cắt từ những cái bộ mà hồi đấy em làm các chị giá 400 ngàn một áo á. Bây giờ em thanh lý luôn cho các chị tối nay luôn 100 ngàn cho em luôn nha. Anna Nguyễn cà rốt, Minh Hạnh Hồng cánh sen, Thanh Nguyễn cà rốt, Ngọc Phương cà rốt, Phương Trần cà rốt, Mai Phương Nguyễn Xanh Ngọc, Đoàn Hồng Châu cà rốt xếp. Vũ Hoa cà rốt, Nguyễn Liên cà rốt, Toàn Phan cà rốt, Vũ Hoa cà rốt. Từ từ bỏ cái không bỏ. Phương Võ hồi nãy Hồng Cánh Sen. Phương Võ Hồng Cánh Sen. Đây là cái gì? Ken vô xanh à? Đọt chuối. Các chị có nhớ là đợt trước em bán hàng này cho các chị á, là em có nói với các chị là em có 4 màu là 100 lá này. Màu hồng cả, màu hoa 10 giờ này, màu xanh ngọc với lại là màu xanh nước mẹ. Hôm nay em bổ sung được cho các chị thêm là màu tím cặp, màu đỏ tươi với lại là màu một can sữa. Các chị ơi, chị nào mà đã nhận cái hàng này của nhà em rồi mà rất là đẹp đúng không, đẹp cực kỳ luôn, cũng có 100 ngàn một áo thôi. Các chị biết em may cả 2 triệu, một cái là tay phồng, một cái là còn cái tay dài. Các chị biết vì sao mà cái màu này nó sáng nó tối thôi không? Thì cái này nè, là mình thợ may ấy, là người ta may cho em cái mặt mà nó không có bóng, còn cái mặt này thì nó bóng rồi. Đấy, các chị muốn may mặt nào cũng rất là ok. Còn nếu mà các chị thích mặt mặt bóng thì các chị may mặt bóng. Giá có 100 ngàn thôi, đúng màu kèm đúng cho các chị một cây duy nhất không lấy. Dương Nguyễn xanh đọt chuối. Em thuê cho các chị tìm sức cặp nhất nha. 100 ngàn áo miễn phí cho các chị luôn. Trời ơi, đẹp xỉu. Tiếng cầm cho em giá 100 các chị ơi. Chị nào lấy thì có thể chốt tiếng cầm cho em. Anh Phan tím cẩm, Quê Phan tím cẩm, Thảo Lam tím cẩm 2 áo, Dương Tuyết Mai tím cẩm, Nguyễn Tân tím cẩm, Trang Nguyễn tím cẩm, Teresa Loan Hoàng tím cẩm, An Bùi tím cẩm, Nguyễn Thị Thu Hương tím cẩm, Chín Phạm tím cẩm, Bích Vân tím cẩm, Hoa Phạm tím cẩm, Thúy Vi Nguyễn tím cẩm, Quyên Nhã tím cẩm, Phương Võ tím cẩm, Phương Đạn tím cẩm, Đàn Hồng Châu tím cẩm, Nguyễn Liên tím cẩm, Đào Thị Thanh tím cẩm, Áo Dài Thu Tuyết 2 tím cẩm, Maria Lụa tím cẩm, Jenny Phạm 2 tím cẩm, Nguyễn Hồ 2 tím cẩm, Nguyễn Phương tím cẩm, Kim Thanh Phạm tím cẩm, Hoa 10 giờ tím cẩm, Loan Huynh 2 tím cẩm, Trần Thu Thủy tím cẩm, Đỗ Phương tím cẩm, Phan Huyền Trinh tím cẩm, Phương Trần tím cẩm. Em
Mi Thúy Mai tím cẩm, Nguyễn Thị Hồng Nhung tím cẩm xét, Kim Thanh Phạm tím cẩm, Tâm Ngọc tím cẩm, Nguyễn Vũ Thiên Hương tím cẩm, Hoa Vũ tím cẩm, Nguyễn Hanh tím cẩm, Hồ Mai Hai tím cẩm, Tim Võ tím cẩm, Thanh Mai tím cẩm, Nguyễn Kim Yến tím cẩm, Hoàng Nga tím cẩm, Mai Thu tím cẩm, Liên Ngô tím cẩm, Phan Thị Bích Nhung tím cẩm. Chị Bảy tím cẩm. Cầm không cần 20 áo nữa là hết. Chị nào lấy thì các chị chốt tím cẩm cho em. Chị em không chăm nhầm. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là màu đỏ nhé. Làm luôn cú pháp cho em nha các chị. Hôm nãy là đỏ đô, còn cái màu này là chuẩn màu đỏ luôn. Nhà đang đi kiếm màu đỏ thì chốt cơ ngay là người luôn. Cũng có phải mấy chị khác không? Mà lấy thì các chị chốt cho em. Mấy cái màu này là được chứ em cháy hàng, nó không có hàng đâu các chị. Yến Lê tím cẩm, Thảo Lam hai đỏ, Quyên Nhã đỏ, Nguyễn Thị Thu Hương đỏ, Nguyệt Hồ hai đỏ, Hướng Dương đỏ, Hương Võ đỏ, Ken Vô đỏ, Thu Đàn tím cẩm, Ken Vô tím cẩm, Du Tuyết Mai đỏ, Hồ Mai đỏ, Kim Thanh Phạm thêm một tím cẩm, Hoa 10 giờ đỏ, Trần Thu Thủy đỏ. Chị nào lấy thì các chị chốt đỏ cho em. Hương Lê tím cẩm, Phương Loan Đỗ đỏ, Mai Phượng tím cẩm, Chi Trương đỏ, Nguyễn Hoàng hai đỏ, Vũ Vườn hai tím cẩm, không chỉ mà có khoe này mà có một cái khoe kia còn đẹp hơn nữa nhưng mà không đáng cho cái gì này không. Mai Thu đỏ, Nguyễn Thu tím cẩm, ở ngoài nó tinh xíu 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 luôn. Ở đây này. Mã này các chị chốt cho em là mã 66, giá cho em là 100.000 một áo nha các chị ơi. Trời ơi cái này không những cái áo dài đẹp mà may đầm cũng đẹp luôn đấy các chị. Này các chị thấy chưa, trời ơi xinh lắm. Bé hai tím cẩm, Nguyễn Hương tím cẩm, Như Huynh tím cẩm, Phương Đàn 66, Nguyễn Liên 66, Đặng Thu Hoài 66, Lưu Thủy 66, Thiên An 66, Kim Billy Trần 66, Phương Đàn thêm một áo 66, Bảo Lương 66, Thắm Nguyễn 66, Đỗ Phương 66, Kim Lan Cát 66, Thúy Vi Nguyễn 66, Ngọc Lệ 66, Phạm Hồng 66, Phan Thị Bích Nhung 66, Trần Thị Mai Hương 66, Hoàng Nga 66, Trần Thu Thủy 66, Ngọc Bích 66, Phồn Bích 66, Nhì Nguyễn 66, Phan Nhi Thiên 66, Hà Trương 66, Dì Bảy 66, Phương Trần 66, Thảo Lan 66, Viên Đặc Biệt Dung Hà 66, Phương Phan 66, Nguyễn Việt 66, Phan Thu Trâm 66, Trang Phạm 66. Mà em không lấy chị Trang Thu Trâm được tặng cáo này rồi lấy làm gì đó. Để em khác hả? Kính Hà, Kính Hà Thi 66, Trần Tuyết 2 áo 66, Thanh Ngô 66, Vô Thường 66. Các chị ơi, riêng đặc biệt hàng này là thứ nhất là em bán cho các chị hàng chuẩn cả rồi, thứ hai nữa là các chị mặc em bảo hành cho các chị mặc cả 3 tháng luôn, từ trước đường nghỉ cứ việc may sau trẻ lại cho em. Chín bé 66,
tỷ 66. Tuyết Bùi 66. Nguyên Hòa 66. Đỏ đô em hết rồi các chị ơi. Rồi lấy cái màu này lên chị tôi đi nhỏ. Chị cần cái đó thì là em không mặc thôi, chứ em mà mặc em bán còn đắt hàng hơn cả mặc bình thường luôn. Rất là sang luôn.
nhá. Cứ vậy mà mua cái màu có phải không? Áo cũ mặc là cái gì vậy? Cái sao? Đồng giá hết cho em 100 ngàn bán nhanh gọn lẹ cho các chị khỏi cần phải gom luôn 10 mẫu như 10. Nếu chị nào thích vuông tông tối này, nếu chị nào thích dạng lập thể nhiều này, nếu mà chị nào thích những cái hàng mà hoa văn sen thì đấy. Nói chung là hoa nào cũng đều đẹp, không phải lo lắng. Phương Đạo 714, Phan Thu Trâm 714, Lý Ngô 714, Thảo Nguyên 714, Mai Thu 714, Kim Anh Dinh 714, Phương Phan 714, Cương Lưu 714. Rồi em lên xem cho các chị nha. Phương ơi, em đừng nói đây nữa. Em giờ cái này vô qua đây cho chị đi cho nó nhằm. Chứ chị đi tới đi luôn, nó mất thời gian lắm luôn á. Về đi con, anh sai đang ở nhà có một mình thôi đấy. Chắc cố nó chưa rồi đó. Giá cho em đồng giá hết 100 ngàn cho em nha. Cái này chưa đắt này. Thảo Nguyễn 820, Giang Võ 820, Kim Thanh 820, TD Sao Huyền 820, Thúy Vi Nguyễn 820, còn một. Phường Phan 820. 63 cho em, giá 100 cho các chị nha. 3, 4, 5, 6. Út Trinh 63, Mai Thu 63, Cao Sương 63, Huệ An 63, Hàng Phát 63. 63 em hết ạ. Đúng rồi. 75 đúng không? Đỗ Thảo 75, Thúy Nguyễn 75, Hoàng Nguyệt 75, Trúc Thân 75, Lê Lụa 75, Nguyễn Thị Phúc Lợi 75, Phương Phan 75, còn 3. Jenny Phạm 75, Mai Loan 75, Minh Hương Đoàn 75. Hoa Nông 18, Phương Phan 18, Nguyệt Hồ 18, Thúy Vi Nguyễn 18, Quỳnh Anh 18, Diễm Nguyên 18, Minh Hương Đoàn 18, Bí Ngô 41, Hợp Nguyên 41, Mai Thu 41, Phương Phan 41, Kim Anh Dinh 41, Bảo Nương 41, Thảo Nguyễn 41. Luôn 6107. Bye bye bé. Lê Lụa 610, Thảo Nguyên 610, Phương Phan 610, Liên Tôn Nữ 610, Phan Thị Bích Nhung 610, Hồng Thu 610, Mộng Hiền La 610, 133 có 5. Hứa Thu Đào 133, Tô Ha 133, Thái Lê 133. Anh Phan 133, Phương Đạo 133, 169 có 10. Út Trinh 169, Kim Anh Dinh 169, Emmy Thúy Mai 169, Hàng Pháp 169, Mai Thu 169, Cương Lưu 169, Thúy Nguyễn 169, Phường Nguyễn 169, Kim Hương 169, Thảo Trịnh 169, Tê Đê Sa Huyền 32. Tây Tây Sao Huyền nó coi ra chưa vậy? Hả? Một cây trứng còn một đi chưa? Nguyễn Việt 32, Út Trinh 32, Quốc Thị 32, Mai Thu 32, Mai Lê 32, Emmy Thúy Mai 32, Đoàn Hồng Châu 32, Thảo Nguyễn 32, Kim Anh Dinh 32, 511 có 3. Thảo Nguyễn 511, Quỳnh Anh 511, Hồng Thu 511. 435 có 8. Emmy Thúy Mai 435, Hoa Nông 435, Thảo Nguyễn 435, Kim Vân Bùi 435, Quỳnh Anh 435, Phương Phan 435, Phương Huê 435, Kim Anh Dinh 435.
052, Kim Thanh 052, Vi Lê 052. Thúy Nguyễn 052, Thanh Đặng 052, Nguyễn Thị Thu Hương 052, Nguyễn Thị Hoài Trang 052, Hàng Đen 052, Dung Hà 052, Út Trinh 052. Một trăm ngàn một áo nha các chị ơi. Cherry 438, Hồng Nguyễn 438, Hoàng Nga 438. Tháng nay 800. 800 hết. Kim An Dinh 3 số 2, Hoàng Nga 3 số 2. Hết là số 2. Cherry 732, Mai Hương 732, phải cần phải nhìn mẫu luôn, các chị nhận được ở ngoài là các chị chỉ có nguyện đấy. Phương Phan 830, là một cái đồng tiếp 830, không cần phải ướm luôn đó, tại vì những cái hàng này nếu thật sự chị nào đã từng mua thì em rồi các chị sẽ biết. Chất này các chị mặc một chút rồi thì đứng chị trả lại em luôn á, phải như mấy cái chất thì bây giờ đang bán. Đoàn Hồng Châu 093, Kim An Dinh 093. 100 ngàn áo cho em các chị ơi, chất ngon ngọt đẹp cho túi này. Đây là túi, phải nói là thôi thì đau một lần rồi thôi đi các chị, chứ còn nếu chị cứ để là rồi bỏ tay luôn á. Giang Võ 455. Làm gì được cho các chị luôn á. Em năm nay là coi như là em tới đâu là gọn gàng kho kiếm cho các chị em sạch sẽ luôn. 100 ngàn áo. Kim Yến Dương 792. Hôm nay là em đã chuẩn bị cho các chị từ hồi Hương Huynh 3, Hương Huynh 32. Em đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, mình có kế hoạch rồi, cho nên là bây giờ là em rất là thẳng thơi luôn, bán em than tồi rồi. Thảo Nguyên 88, Hương Huynh 85, Phan Thị Bích Nhung 96, Phương Võ 730, Hứa Thu Đào 57, Như Linh Ngô Cao 874, Cao Sư 874, Hoa Nông 37, Cánh Đồng Tuyết 37, Thúy Nguyễn 37, Phương Phan 37, Phạm Hằng 37, Phạm Hằng 37. Kim Vân Bùi 645, Phạm 1. Ngọc Diệp Mai 645, nhiều người thì mai toàn rất hay đấy. Thời An 825, Phạm 1. Tiết Nguyên 825, Tim Võ số 1, Khánh Lê số 1, Phạm Hà 68, Út Trinh 68, Nguyễn Nga 514, Kim An Dinh 35, Thảo Nguyễn 845, Phạm Trang 29, Phương Huy 022. Phải này là phải thực hiện nhập, đúng chuẩn thực hiện nhập hàng loại một luôn. Thảo Hoàng 203, Hàng Phát 44, toàn là hàng thiết kế đẹp cực kỳ. Ngọc Diệp Mai 832,
Kim Vân Bùi 055 tầm 1 Thomas 832 hết. Hà Lê 055 hết. 100 ngàn một áo cho em các chị ơi. Thúy Dung Đào, chị Thúy Dung Đào 832 em hết rồi nha. Phạm Hồng 432 tầm 1 Hồng Nhung 432 Kim Yến Dương 158 tầm 1 Thời Anh 158 Giá 100 ngàn một áo các chị ơi. Nguyễn Thị Tuyết 95 95 còn 1 Út Trinh 69 69 còn 1 Kim Vân Bùi 69 69 Trang Trần 95 95 TD Sa Huyền 36 36 còn 1 Phương Phan 36 36 Quỳnh An 854 854 hết 854 hết. Linh Hoài 596 còn 1 còn 2 Quỳnh Anh 596 còn 1 Trang Trần 596 hết. Thu Xuân Thái 16 16 hết. Thảo Lu 40 Ngọc Diệp Mai 96 Nguyễn Thị Tuyết 535 Hoàng Nga 11 Nguyễn Hiệp 447 Lan Ngọc 53 Cánh Đồng Tuyết 664 011 011 Cánh Đồng Tuyết 403 Juni Bùi 647 Kim Vân Bùi 509 Nguyễn Hường 49 Hoa Nguyễn 50 Mai Loan 085 Nguyễn Hường số 3 Ca Sương 410 Đoàn Hồng Châu 55 Phương Phan 770 Mai Loan 635 Anh Phan 005 Kim Vân Bùi 56 Phương Phan 74 Tăng Nguyễn 59 Hoa Nông 680 Trên Trần 790 Nguyễn 470 Thảo Hoàng 032 Chi Teresa Bùi 31
Hoàng A 682, Anna Nguyễn 642, Kim An Dinh 675, Nguyễn Thị Kim Nhung 075, Phương Phan 822, Kenjo 07, Thiên Nguyễn 636, Cánh Đồng Tuyết 36, Linh Đan Tóc Vàng 612, Nguyễn Hiệp 98, Xuân Minh Hồ 707, Kim Nguyên 4 số 2, Tăng Nguyễn 235, Phương Huyên 760, Kim Vân Bùi 422, Ái Dương Đỗ 408, Trần Dung 094, Quận 1, Kim Nguyên 094, Kim Anh Dinh 155, Đoàn Hồng Châu 532, Ngọc Diệp Mai 79, Hoa Hậu 58, Hoa Hậu 20, Phạm Thu 065, Phương Phan 82, Nga Nguyễn 442, Cánh Đồng Tuyết 90, Nguyên Nhã 135, Lê Nguyễn 70, Miền Tạ 231,
Lê Nguyễn 850. Hàng Nguyễn 63. Thanh Đặng 38. Phạm Hà 862. Tăng Nguyễn 194. Thanh 1. Thảo Hoàng 48. 48 phần 1. Trương Trần 48. Đỗ Phương 572. 572 hết. Thanh Đạo 439. An Đấu 747. Phúc Phan 575. 575 hết. Các chị ơi, các chị đừng có phép nha. Vì chiều nay á, là em có xem lại cái lịch sử mua hàng á, thì em thấy là cái hàng lộ hàng đồ ấy, các chị ở dưới chợ nó đang có chiều hướng là những Lê Nguyễn 662. An Đỗ 191. Nguyên Nhã 062. Còn nếu mà các chị muốn mua lụa xa phia có luôn. Để chăm cái này cho các chị này. Trời ơi, bán được cho các chị bằng này. Em nói với các chị nghe em đứng 4 năm đứa làm từ chưa đến Nguyễn Thị Ngọc Liễu 76. Còn ngay Chi Teresa Bùi 76. Trần Dung 76. Quyên Nhã 420. Còn 1 Phương Phan 211. Kim Vân Bùi 160. Ngô Quyên 25. Cương Nguyễn 82. Lê Nguyễn 772. Bích Hoàng 221. Thảo Nguyễn 125. Thu Hiền 47. Kim Vân Bùi Cam.
tím cả. Cái này là hình này là được tặng quần nha, 100.000 cho em. Thả dương cầm. Đây là một chị khắc, nghĩa là tê đẹp ơi là đẹp luôn, bom cho một phát này gần một, gần một chục combo. Kim Vân Phủ Sai Môn. Johnny Bùi 461. Kim Thanh 892. Gần một chục combo. Đối chiều 153. Nguyễn Thị Huỳnh Liên 503. Nguyễn Thị Ngọc Liễu 712. Thanh Đạt 009. Lê Nguyễn 796. Lê Nguyễn 65, Trần Thu Thủy 65,
Dương Phương 65, Hương Võ 65, Thủy Trang 2 áo 65, Pháp Phương Nguyên 65, Chính Phạm 65, Thiên An 65, Nguyễn Phương 65, Thơ Nguyễn 65, Yên Vũ 227, Thảo Nguyễn 65, Đào Hồng 65. Nguyễn Hoàng 2 áo 665, Mai Nhà Mai 2 áo 665, Ánh Nguyệt Phạm 665, Hoa Trần 227. Cổ vải 1m6 một áo 2m chị ơi. Quy Nhã 665. Cái thật mà đẹp lắm, xinh vô cùng. Rồi xong rồi bắt đầu sẽ bán tới rồi bán gồm cho các chị nha. Được chưa? 44 cho em nhé, cho em 100 nghìn. Chị nào lấy các chị cốt 44 cho em nha các chị ơi. Nhã 44, Teresa Huyền 44, Nan Phạm 44. Năm nay là hầu như là các chị ít mặc một tối thôi là các chị. Đàn Diệm 44 set, Thanh Mai 44, Hoàng Nga 44, Bùi Ngọc Trúc 227 2 áo, Đi Hằng 44. Hứa Thu Đào 44 set. Nào lấy thì các chị chốt 44 cho em, nhé cho em là bán 100 nghìn nhá. Rồi còn cái thiết kế này thì em bán cho các chị. Nói chung là từ nãy đến giờ các chị cũng chờ đợi, các chị cũng theo dõi nhà em hơi nhiều luôn rồi, và bán cho các chị một mẫu này. Trưa ngày mai thì em sẽ mặc cho các chị, còn hiện bây giờ thì tối nay em chưa có mặc được. Em còn áo mẫu cho các chị xem nha, nhưng mà nhà em bán cho các chị là vải, không có bán áo dài may sẵn. Hàng thiết kế ngày mai nó sẽ khó về luôn, nếu mà kịp ấy, thì ngày mai sẽ có thiết kế bán cho các chị quay trở lại, là coi như là toàn mẫu cho các chị thôi, tôi đeo mẫu được cho các chị đeo. Và tối nay thì hôm nãy đầu like có nói các chị ở đấy em sẽ bớt cho các chị 10 ngàn một áo, còn là 140 ngàn. Còn đặc biệt là các chị biết là hàng áo em mặc chưa bao giờ bớt một đồng nào bao giờ hết, hoàn toàn là hàng thiết kế rất là đẹp luôn, em có mang sẵn luôn là chưa mang trở mặt. Và nếu còn bao nhiêu thì trên Thái Lan 44 giá 130 ngàn một áo nha. Các chị quay lên sản phẩm nó sẽ ra như thế này nè. Chị Nguyễn Thị Thu Hà, mai bên em đi làm lại chị nha. Dễ thương lắm. Em tính các chị giá 140 thôi, kết phải là được tân bằng thiết kế tâm quyền của nhà tú luôn. Và mã số lên cho em là 65 là một vàng nha chị. Các chị ơi cho em mã số 140 luôn nha. Giá cho em 140 ngàn luôn là bớt được cho các chị 10 ngàn một áo, kết quả là tơ tạm thiết kế của nhà tú cho các chị. Bảo Nương 140, Thu Hằng Huỳnh 140, Trần Linh 140, Đàn Hồng Châu 140, Phương Lan 140, Phan Thu Trâm 140, Hoa Hậu 140, Nguyễn Tiếp 140, Phương Minh Hồ 140, Mai Thu 140, Hoàng Anh 2 áo 140, Trần Hường 140, An Phan 140, Hương Võ 140, Tiêu Đoàn 140, Nguyễn Diệu 140, Thanh Thọ Nguyễn 140, Nguyễn Uyên Trang 140, Bình Nguyên Long 140, Thơm Ngô 140, Lưu Thủy 140, Thơ Nguyễn 140, Dương Kim 140, Kim Thúy Dương 140, Lê Nguyễn 140, Đoàn Văn Truyền 140, Trần Thu Thủy 140, Nga Nguyễn 140, Phương Đặng 140, Ngọc Hoài Lê 140, Hà Nguyên 140, Đi Hàm 140, Mi Võ Thu 140, Ngọc Lan Trần 140, Oan Trần Thị Thu 140. Giá cho em là em bớt cho các chị được 10 ngàn một áo cộng với hỗ trợ chi phí cho mình luôn. Giá 140 còn
trưa mai thì em sẽ mặc cái vest thường ha. Trưa mai em mặc là nhé 150, tôi tầm em đang mặc mấy ngày nay cái gì là tôi tầm này em bán số lượng rất là nhiều á. Koda team 140 140 cho em giá là 140.000 một áo, bớt cho các chị chút xíu lấy lọc nha. Thì nào lấy thì các chị chốt 140 cho em. Hồng Hành Trần 140, Diệp Nguyên 140, Đêm Phương Bích Ngọc 140. Còn bên tình đâu? Cầm mấy? Để em bán. Dung Kim Nguyên 140. 140 cho em nha các chị nha. Chắc phải là tôi cầm thiết kế đó đẹp lắm. Cái này nếu chị nào đến chị thấy không thì em đã mặc một lần rồi. Em cố tình em may để hai chị em đã mặc đôi. Messing Girl 140. Đây Anna Hòa 140, Thu Hà Lê 2 áo 140, Hoàng Đi 140, Phan Thị Cẩm Hoa 140. Đây là chất vải lụa mango hay là các chị hay gọi là siêu lụa ấy. Các chị ứng dụng cho em, một là may áo dài, hai là may quần áo dài vẻ đẹp của nó. Các chị mặc đến 3 năm nữa cho em không bao giờ xưa hết, chỉ có điều là các chị có nhu cầu hay không thôi. Và em nhắc là đen này, trắng tinh này và trắng kem thì nhà em vẫn giữ giá cho các chị là giá 100.000 một áo. Còn riêng đặc biệt toàn bộ những cái hàng mà hàng màu trơn này nè thì em sẽ chia lại cho các chị giá 80.000 một áo, 2 mét khổ 1m6. Phạm Thị Cát 140, Minh Trần Thị Thu 140, Quỳnh Anh 140. Mẻ này các chị chốt cho em là 181, giá cho em có 80.000 thôi các chị, 2 mét khổ 1m6 nha các chị nha. Thì nào lấy thì các chị chốt 181 cho em. Cái lúc mà em chia cho các chị nhất định không mua đâu, giờ chưa tưởng quen rồi em sẽ có rất là nhiều chị hỏi em là chú ơi, còn chương trình mà tính giá áo thấy tôi đang chi giá 260 không? Em có nói các chị mà một khi mà em lên giá rồi là chị không có được muốn nổi nữa luôn. Nguyễn Liên 181, Thay Mai 181, Nguyễn Thị Huỳnh Liên 181, Messenger 181. Dày dặn đặc biệt luôn, đẹp cực kỳ luôn. Mùa này các chị chưa có nhu cầu nhiều, chứ qua Tết các chị có nhu cầu nhiều mặc mấy cái này nó mới sướng. Giá từ các chị 80 một áo nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 181 cho em. Ở ngoài của nó là màu hồng cánh sen nha các chị nha. Dương Phương 181, Minh Trần Thị Thu 181, Ngọc Phương 2 áo 181, Pháp Phương Nguyên 2 áo 181, Dương Nguyễn 181. Quy Phan 181. Hoa Trương Thi 181. 181 cho em giá 80.000 một áo chị nào ấy, thì các chị 181 cho em. Nguyễn Thúy 181. Màu này các chị chốt cho em. Đỗ Nhung 181. Màu Nguyễn Diệu 181. Màu chuối dạ quang nha. Màu này là hồi trước em bé các chị hỏi nhiều lắm á. Nguyễn Lê 181. Trời ơi các chị cầm một cốc vải ở ngoài các chị giật mình luôn. Cực kỳ dày. Em đang bán lụa mang hồ nha chị. Em có bảo là mùa này em không muốn lôi hàng này ra bán luôn ấy, nhưng mà những thứ nó treo ở kia kìa. Em bảo giờ em bán được bao nhiêu là mang cho nó tất hẳn đi trong kho luôn, là qua năm á. Là bắt đầu vào mùa Tết sau là nó nóng á, là bắt đầu em lôi ra bán cho các chị. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là màu chuối dạ quang nha. Giá cho em 80.000 một áo thôi các chị ơi. Còn bao nhiêu em bán các chị bấy nhiêu thôi, không có cắt trong quay ra được. Chị nào lấy thì các chị chốt chuối dạ quang cho em. Teresa Huyền dạ quang 2 áo, Nghiêm Thanh 181. Dạ quang
Đền Hồng Châu dạ quang, Phan Thị Cẩm Hoa dạ quang, Phương Võ Hai dạ quang, Ngọc Phương dạ quang, Pháp Phương Nguyên dạ quang, Mai Trinh dạ quang, Ngọc Hoài Lê, Ngọc Hoài Lê hai áo 181. Dạ quang em hết các chị. Các chị chốt cho em chuẩn 100% luôn, chính thuế cho em giá 80 cho các chị nha. À, các chị nhận ở dài là nó nặng, các chị mở hàng ra các chị kiểm tra cho em, các chị giật mình luôn á. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là một chính thuế nha. TD Sao Huyền 2 tiếng Huế. D Hà tím Huế, Phương Đạn tím Huế, Đàn Hồng Châu 2 tím Huế. Có khúc 3 mét lấy cho chị Đàn Hồng Châu. Nhìn trên đây Nguyễn Diệu tím Huế, khẳng định 100%. Thơ Ngô tím Huế, Nguyễn Thị Minh Tâm tím Huế, Thảo Lam 2 tím Huế, Thiên Ân 181, Yến Hoàng tím Huế. Oanh Đạn tím Huế, Phương Loan Đỗ tím Huế, Thạch Trúc 181. Em đọc, em in sai, còn không là Nhung đọc sai. Nhưng mà thiếu một cái áo dạ quang trên kia, mà trong kia đấy có một áo 181. Ngọc Hoài Lê 2 tím Huế, Nguyễn Huệ tím Huế, Thanh Mai tím Huế, Nguyễn Thị Huỳnh Liên tím Huế, Dung Phương tím Huế, Nguyễn Bích Phượng tím Huế, Thơ Nguyễn tím Huế. Màu này các chị chốt cho em là màu nào đâu? Bán mặt này thôi, nếu mà được thì bán ngày mai thì cũng chưa bán được. Lê Ngọc Gia Minh 181. 181 mấy em? Dạ. Giá 8 chị. Màu này các chị chốt em đỏ đô giá 80 nha. Chi Nha tím Huế, Đoàn Hà tím Huế. 423. Dạ 3 thì. Cái này á, qua mà mùa nóng á. Nguyễn Liên đỏ đô, nếu chị nào Thi Nha đỏ đô, Thuy Dung Đào đỏ đô, Pháp Phương Nguyên 2 đỏ đô, Nguyễn Nguyên Trang đỏ đô. Đoan Phạm đỏ đô, Thái Mai đỏ đô, Ngọc Hoài Lê 2 đỏ đô, AV đỏ đô, Mai Nhà Mai 2 đỏ đô, Ngọc Phương 2 tím Huế. Cái chị gì cuối cùng á, nó không có. Số này tổng có 11 áo thôi. Nó biết có hạt hơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diễm Trần 181, Mai Tốt 181. Cái 181 này là giống như mặt của mình đang xem đó. Mà em xem mặt, mà em may áo kiểu mà nhìn các chị nhìn tưởng nó giống ghét là nó đó. Đỏ đô em hết rồi nha các chị ơi. Mai này là chị, mai này chị lấy thì chị chốt cho em là mẻ này mẻ kia rồi. Toán Dương 181. Đỏ đô em hết rồi các chị ơi, em còn tím Huế không, rồi. Không, lấy cái này thôi. Mẻ này chị lấy thì chị chốt cho em là mẻ 08 nhưng em còn mà. Quỳnh Ai 181, Quang Thái 181. 08 cho em giá 100 nha. Hàng Đêm 181. Chị thấy mấy? Nguyễn Thị Huỳnh Liên 08, Chơi Nhi Chơi Nhi 08, Nguyễn Hồng Liên 08, Anna Nhung 08, Thảo Bùi 08, Mai Nhà Mai 08, Diễm Trần 08, Hàn Trần 2 áo 08, Thanh Mai 08, Anna Nhung thêm 1 áo 08. Em kéo hết lên chưa? Còn 4 chưa rồi.
Hương Võ 1812 áo, Ca Lê 1812 áo, Hạnh Hồ 181. Tổng là 4 hay 5? Dạ, đúng chị. 08 phần 4. Bích Hồng 08, Hoàng Nga 08, 02. Lê Hoàng 08, 01. Hương Lan 08. 08 em hết ạ. Màu này các chị chốt cho em là màu 453, giá cho em là 80.000 một áo nha. Cái màu 453 này là hôm nay các chị phối với lại cái áo tôi tặng này, nó đẹp lắm nè. Các chị biết vì sao mà em phối với em hay mặc cái quần này không? Vì cái quần này mặc nó rất là sang. Còn nếu mà chị nào thích mà nó có độ hơi bóng mỏ thì các chị có thể lựa qua lựa sa kia. Còn nếu mà chị nào thích cao cấp hơn nữa thì các chị có thể lấy lụa ăn kim. Nhưng mà các chị ơi, quần mà hoàn chỉnh cái quần thì bán 200-300.000 tiền bán quần bán thì các chị. Cái chị sử dụng cái quần này nó thật xin lỗi, nhưng cái chị sử dụng 50 cái quần, cái chị mặc cho em 5 năm nó vẫn vậy. Thì khi cái chị gầy là cái chị ốm thôi. 453 cho em giá 80 nha. Chị nào lấy thì cái chị chốt 453 cho em. Còn ví dụ như cái chị may nguyên một bộ, cái chị mặc một phần thôi là đẹp tuyệt vời. Đặc biệt hàng này là qua mùa nóng, hoặc là thường đa số cứ qua cái mùa Tết hoặc là vào cái mùa hè là sử dụng nhiều nhất. May nguyên bộ áo dài thì lấy giúp em hai áo giá có 180.000. Tifa Debut 453, Lê Phục 453, Thi Nha 453, Mai Thu 453, Nguyễn Huyên Trang 453, Pháp Phương Nguyên 453, Đoàn Hồng Châu 453, Quỳnh Hoa 453. Nếu em các chị nước ngoài các chị mặc vải này là cho dù các chị có mặc một lớp đi chăng nữa các chị cũng không bao giờ sợ hít. Còn nếu mà nhiều chị mua mà bảo đòi là phải vải dày mặc cũng không hít hả? Riêng đặc trưng của loại vải này các chị mặc mùa đông nước ngoài là tuyệt vời, không bao giờ mặc. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là 6-7 triệu. Chị ơi rẻ nhỉ, chị có 3-4 ngàn một tháng là quá rẻ luôn. Cái này chia làm cho các chị mặc đấy. Những hàng này là nhà em vẫn còn cây nhiều lắm, nhưng mà em không cho cắt ra nữa, tại vì cắt ra nó sẽ nét hết vải ra luôn. Cho nên em có bao nhiêu chia lại các chị hết bấy nhiêu, qua đầu năm các chị đi lên, cho nên sẽ bán cho các chị này. Đơn áo ngực hôm nay bên em gọi hết rồi chị ơi, có một số chị bên em gọi không nghe máy ạ. 679 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 679 cho em, không nghe máy có nhắn tin cho Messenger, chị cho đi Messenger. Teresa Huyền 679, Dung Phương 679, Nhiên Nhiên 679, Tiffany V Nguyễn 679, Thanh Mai 679, Thi Nha 679, Thu Trần 679, Kim Chi Lê 2 áo 679, Tố Vân 2 áo 679, Đoàn Hồng Châu 679, Trần Lan 2 áo 679, Nga Vũ 679, Nguyễn Linh 679. Còn một. Còn đầu nào tụi em đang treo ở đằng sau thì em cứ đưa mặt dạ đưa lên cho chị cho nhanh là còn một ạ. Chứ đừng có lo thì không được trong gì. Phương Trần 679. Con lông công các chị chốt cho em giá 80 thì các chị mua mọi người trước thì sao mà em bán cho các chị khác nước ngoài đấy. Các chị không bao giờ hỏi em về cái chuyện mà nó hai lớp bao giờ. Vì hồi trước em bán cho các chị cũng cố hoàn toàn bằng quả quần này hết là nhiều nhất. Và bản thân em cũng mặc rất là nhiều luôn. Tuy em lại không mặc quần sa phiên như về sau này. Con lông công cho em giá 80 các chị ơi. Teresa Huyền 2 xanh lông công, Anna Nhung 2 xanh lông công. Nguyễn Liên xanh lông công, Phương Trần xanh lông công, Đinh Hải xanh lông công, Đỗ Diệu xanh lông công, Thanh Mai xanh lông công, Thi Nha xanh lông công, Đoàn Hà xanh lông công, Thúy Dung Đào xanh lông công, Hoàng Trần Hai xanh lông công, Diên Diên xanh lông công, Cát Lâu xanh lông công, Vinh Trần Thị Thu xanh lông công, Tiffany V Nguyễn xanh lông công, Chưa Nhi xanh lông công 2 áo, Hoàng Nga xanh lông công 2 áo, Thơm Ngô xanh lông công, Lê Phụng xanh lông công, Thám Nguyễn xanh lông công, Huyền Trang xanh lông công, Nguyễn Diệu xanh lông công, Anna Ca xanh lông công, Trần Hương xanh lông công. Trang Lưu xanh lông công. Thi Nha thêm một xanh lông công. Màu này các chị chốt cho em là màu xanh thắng vân. Xanh thắng vân thường á thì em chụp cho các thắng vân bộ mình là màu xanh lá. Cái mà thắng vân khó may một bộ đồ màu này. Nó gọi là màu xanh lại. Hồi trước là em bán thường lắm luôn, bây giờ em còn sót lại. Màu này
cũ rồi xong thôi các chị thấy cần ăn nhìn cho nó lâu la lâu lắm. Màu này là cứ đến mùa là Khánh Vân lôi bộ mình này ra chụp đứng ở trên cái chùa các chị. Thiên nha xanh Khánh Vân, hay đảo xanh Khánh Vân. Xong cho em nhé, 180 nha, chị nào lấy thì cái chị tốt một cuốn xanh cho em thôi. Và màu này Phi Quách xanh, Thai Mai xanh. Đây là một lý, chuẩn 100% là một xanh lý luôn. TD Sao Huyền hai xanh. Tiên Hòa xanh. Minh Trần Thị Thu xanh. Thảo Huỳnh xanh. Cẩm Linh Nguyễn xanh. Tê Rê Sa Huyền hai xanh lý. Thanh Mai lý. Nga Vũ xanh. Quỳnh An xanh. Miền Tạ xanh lý. Thi Nha xanh lý. Ngọc Phương xanh, Mộng Hương tím Huế, Chiến Phạt xanh lý. Cái này các chị đừng có nghe ai nói là siêu gì nha. Một duy nhất của anh thôi. Có là cái siêu gì. Quỳnh Anh xanh lý, Nga Vũ xanh lý. Trong nghề tụi em gọi nó hàng loại 1 với hàng loại 2 đúng không? Hàng loại 1 giá của nó lên tại chợ là 39.000 đồng. Minh Trần Thị Thu xanh lý. Miền Tả thêm một xanh lý. Dày, cái chị rờ, cái chị may lên, cái chị mặc nó như dung á. Còn cái loại hai là nó mặc và nó có một cái sớ nhẹ ở trên áo là nó chung là khi cái chị nhận được, cái chị mới tập luyện được. Ngọc Phương hai xanh lý, Trần Thanh Tình xanh, Hoàng A xanh lý. Giá chốt đơn các chị chia lại, các chị giá 80 đơn các chị ơi. Tiffany B Nguyễn xanh. Anna ca xanh lý. Có một cái áo xanh lý. Màu này các chị chốt cho em là 1880, giá cho em 80 luôn. Thanh Trang xanh lý, Tuyết Đỗ hai xanh lý. Mai Huyên xanh lý, Thu Đạo xanh lý. Em có đen, em có trắng tinh và em có trắng kem luôn, nhưng mà ba màu đó thì nhà em vẫn chốt cái chị giá 100.000 thôi. Thanh Trúc 880, Mai Quách 880, Thiền Nguyễn hai áo 880, Dương Trang 880, Kim Chi Lê 880, Nguyễn Diệu 880, Teresa Huyền hai áo 880, Hương Võ hai áo 880, Lê Trần Thị Thu 880, Hương Trần 880. Bây giờ là còn xanh lý tiếng Huế. Có trắng tinh, có trắng kem và có đen. Tiffany B Nguyễn trắng tinh, Mai Lê trắng tinh. Này có cắt không? Có cắt trắng tinh trắng gì không? Trắng tinh, trắng kem với đen. Đen là đen, gọi là đen nhung nhung là có thật. Thúy Thanh xanh biển, Teresa Huyền hai xanh biển. Bùi Thị Lệ mê xanh lý. Và đặc biệt luôn là màu trắng các chị em bao cho các chị mặc luôn. Không bao giờ các chị sợ mặc. Oanh Đại trắng tinh, Yến Hoàng đen, Lê Khanh xanh biển, Tuyết Linh xanh biển, Nguyễn Thanh Bình năm xanh biển, Phụng Ngô hai xanh biển, Tiffany B Nguyễn hai xanh biển, Hoàng Lan xanh biển, Yến Nhi hai xanh biển, xanh biển cho em nhé, bán cho em nào đấy. Thiền Nguyễn hai trắng tinh, Võ Thị Hơn hai trắng tinh, Phạm Thu trắng tinh, Nguyễn Liên trắng kem. Teresa Huyền hai trắng tinh, Oanh Đại trắng tinh. Trắng tinh là màu này này các chị.
của chị là phải nhất quyết là phải mua đúng khoản này tối màu này. Là Nguyễn xem lấy hai áo. Số 7. Nguyễn Chi xem lý. Phạm Hiên xem lý. Thanh Đào số 7. Tê Sao Huyền hai áo số 7. Giá 80 nha các chị ơi. Số 7 còn 5. Nguyễn Diệu số 7 còn 4. Đỗ Diệu hai áo số 7 còn 2. Jin Jin số 7 còn 1. Mê Trần Thị Thu số 7. Hết số 7. Số 7 em hết. Các chị biết cái hàng là làm sao là hàng gì đâu? Cái hàng là làm sao là lụa Adoga 250.000 một áo mà gọi là thần tượng. Lâm Thị Ngọc với Stanley. Nếu mà các chị ôm em lấy em bán luôn, các chị giá 90.000 luôn. Còn này các chị có hai xanh biển. Màu này các chị chốt em 802 nha. Có một áo xanh biển như kia rồi. Hàng trần hai trắng xinh 802 cho em, giá 80, chị nào lấy thì các chị chốt 802 cho em. TV Sao Huyền 802 hai áo. Nguyễn Thị Tây 802. Mộng Hương 802. Nguyễn Thị Huỳnh Liên 802. Sóc Đô 802. Oanh Đặng 802. Tiffany B Nguyễn hai áo 802. Lý Dung 802. Nguyễn Diệu 802. Hương Võ hai áo 802. Lê Khang 802. Nguyễn Thảo hai áo 802. Cẩm Ly 802. Cốc Phi Tiên 802. Nguyễn Linh 802. Thơ Nguyễn 802. Đăng Ngọc 802. Thanh Tuyền 802 còn 4. Còn 4 802. Kim Anh 802. Nguyễn Chi 802. Nguyễn Xuân 802. Kim Hoa 802. Các chị ơi, cái chất vải này là chất vải của Aroma đấy các chị. Em tính các chị giá 90 luôn nha. Chất này mặc nó xăng đẹp lắm. Ngân Phạm trắng tim và trắng kem. Tiffany B Nguyễn 2 trắng kem. Nó giống cái loại vải thì bây giờ chỉ hơn 2 trắng kem. Không đẹp quá, chị nào hỏi em ấy, nhưng mà chắc chị biết là sao không? Chứ cái bề mặt vải của nó hơi nhăn nhăn. Có nghĩa là, đây cho các chị xem này. Nó như vậy này, các chị nhìn thấy này. Đây là, các chị nhìn thấy này. Chứ không phải là nó bị nhăn đâu, và các chị mặc nó vẫn khoảng như thế này. Nó có một cái ưu điểm á, là cái này nó không có bóng. Cho nên nhiều chị nào không thích bóng thì các chị mặc rất là đẹp. Em tính luôn trắng kem và trắng tinh. Em tính luôn cho các chị giá 90.000 một áo luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là 103 luôn nha. Bán luôn cho các chị kia là 1 áo luôn. Các chị mua này để dành cho em. Nếu mùa này chưa có sử dụng tới, qua bắt đầu mùa Tết xong á, nóng á, là các chị mặc đi làm. Các chị mua, các chị may xong rồi đến xa lê cũng được luôn. Còn không cứ đeo sự kiện cho em thôi. Có 90.000 một áo thôi các chị mua Aroma nha. Này may bộ thì các chị lấy hai áo may nguyên bộ thì được rồi. Chị nào lấy thì các chị chốt 103 cho em nha các chị ạ. Giá cho em là 90.000 một áo 2 mét, 180.000 một bộ 4 mét vải luôn. Ôi là trời ơi. Nguyễn Thị Tây 103, Thùy Thị 103, Kim Chi Lê 103, Thanh Trúc 103, Thanh Mai 103, Thanh Thúy 103, Thạch Trúc 103, Tiffany B Nguyễn 2 áo 103, AV Nguyễn 103. Một không ba cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 103 cho em. Giá cho em là 90.000 một áo 2 mét của một cái áo các chị ơi. Chị lên đây cho nhanh lên thôi. Màu nào được, các chị lấy màu nào được thì lấy. Thôi này, có móc kia hàng đâu. Màu này các chị chốt cho em vào màu 705 nha. Ừ. 705 cho em, giá 90, chất phải là lụa Adora nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 705 cho em.
cẩm hồng trần trắng tinh. Dương Nguyễn 705. 705 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 705 cho em nha. Vì em xin các chị là 90.000 đồng. Thanh Thúy thêm một áo 103, hàng thơm 705. Màu này các chị cho em là một màu đúng chuẩn luôn, sang cổ bình. Trang Lưu 705, Nguyễn Hiệp 705. Màu này các chị chốt cho em là màu xanh của chị. Mai Tốt 705. Trùng với lại băng bồ xanh của chị 80. Nhưng mà bỏ phiếu đúng thì có sao đâu. Hoa Lan 52. Màu này các chị chốt cho em là màu sữa nha. Màu hồng
hồng hồng tự tự á, chứ không phải trắng kem đâu, dễ thương lắm. Cái này các chị có thể ứng dụng may quần nó dài vô tư cho em luôn, đẹp tuyệt vời luôn. Chị nào lên Hà 464. Sửa cho em nhé, cho các chị là 90.000 một áo. Cái sợi vải của lụa Adora này là các chị, trời ơi nó săn cực kỳ luôn, cực kỳ săn may luôn ấy. Thanh liễu hai sữa. Chữa đi, khổ thế, chữa đi. Có thì Mai Nan 464 hai áo. Lân Phạm sữa, Hà Vũ Thúy sữa, Mùa Thu lá sữa, Bích Liên Phạm sữa, Hương Bó hai sữa, Kim Anh sữa, Anna Hòa sữa nữa em hết. Cho em là một em đó. Đúng không? Chị nào? Giá cho em 90.000 một áo cho các chị ơi. Đây này, ví dụ như các chị muốn sử dụng, các chị cứ mặc như vậy cho em nè, đẹp mà không có cái chữ gì đâu, có liên quan gì đâu nữa. Tại vì cái chất vải này, cái nền của nó vậy thôi, khi các chị may mặc vẫn phẳng lình luôn và đặc biệt luôn. Chạy vải này nó không phải ủ luôn á. Em sửa cho em, khi nào lấy thì các chị chốt em sửa cho em nha. Giá chốt đơn cho các chị 90.000 một áo, có 9 áo thôi, màu này mặc đẹp lắm lắm luôn. Tuy là nó không dày như mango nhưng mà nó có một cái độ săn, khi các chị mặc hầu như là cái lưng sẽ không bị đau. Quang Khánh 464 hai áo. 464 thì thấy ở đây như là 40 áo vậy, còn không còn đâu. Màu này các chị chốt cho em là màu da. Còn mỗi màu da này nữa là hết rồi đó các chị. Lâm Thị Ngọc Bích Gia, Thu Thủy Gia, Hương Võ Cam hai áo. Nguyễn Liên Gia, Ngọc Phượng hai Gia, Cherry hai Gia, Bích Phạm Cam. Diệp Nguyên Gia. Loan Hà Gia. Khi nào lấy thì các chị chốt ra cho em nhé. Như cái màu cam này này mà mặc với quần trắng, à, mặc với áo sơ tầm trắng thì cũng đẹp không? Tiffany B. Nguyễn Hà Gia. Cho các chị cái lô tơ tằm kia em hết rồi, bây giờ em còn cái này thôi để dành ngày mai, chứ số chất trắng thôi là các chị mỗi ngày chúng mình lắm, cực kỳ nhiều luôn á. Cho em tím rồi, cho em 86 nha, chất vải là lụa tơ tằm giá 100. Dạ. Hai giờ. Hương Võ 86. Mấy viên? Cái này ngày mai quăng trong vòng 3 phút là hết à? 3 phút là hết rồi các chị ơi. 86 cho em giá 100 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 86 cho em các chị ơi. Em bán cho các chị một mẻ này. Với lại là em đọc lại cái này mà hôm nãy em bán cho các chị mà cái lô cao tầm mới này là Hồng Nguyên 86. Ngọc Phương hai áo 86. Dương Trần 86, Trần Ai 86. Tiffany B. Nguyễn 86, Hoàng Trần hai áo 86. Thu Trần 86. Trần Thị Tuyết Hải 86. Trên Trần 86, Thanh Hàng 86. Vũ Mê Lan 86. Cái line này
chứ ngày mai vô vào phần 1 thôi luôn. Ngày mai chị xuống chị hay tới chị. Chiếm kia 86. Trần hai tiền 86. Trời ơi, mặc một bộ này cho em đi mấy chế ơi.
Đồ này các chị lấy thì các chị chốt cho em là một trong bọc chuối nha. Mai khi chúng ta phải rất buồn giờ cái đơn vị chỉ lấy tới chiều 11 giờ này. Và nếu không thì cả hai chốt đi chiều 11 giờ. Rồi chiều khoảng bao nhiêu thì chốt đi chiều 11 giờ. Trần Anh xanh đỏ chuối, Đức Thơ Nguyên xanh đỏ chuối, Hàng Trần xanh đỏ chuối, Hồng Nhung xanh đỏ chuối, Thảo Huỳnh xanh đỏ chuối, Hương Võ xanh đỏ chuối. Nguyễn Dung xanh đỏ chuối, Phan Thị Cẩm Hoa xanh đỏ chuối. Có hai đơn chị lấy để mua đồng phục nên ngày mai còn đợi ở đây. Kenjo xanh đỏ chuối, Lê Phụng xanh đỏ chuối, Nguyễn Đạt xanh đỏ chuối, Phan Dung xanh đỏ chuối. Màu này các chị chốt cho em là màu hồng nhung xanh nha, ghé 99 xem màu này không các chị ơi. Màu giống cái áo của tú, cái tú mặc. Hồng Diên Thanh xanh đỏ chuối, Tiffany B Nguyễn xanh đỏ chuối. Nhà may Hường hồng cánh sen, Hương Võ hồng cánh sen, Châu Lê xanh đỏ chuối, Kenjo hồng cánh sen, Nguyễn Lê Thanh Hằng hồng cánh sen, Trang Trần hồng cánh sen, Hà Vũ Thúy hồng cánh sen. Vân Dương hồng cánh sen. Tiffany B Nguyễn hồng cánh sen, Diệu Linh hồng cánh sen, Hương Xuân hồng cánh sen, Đạt Phạm hồng cánh sen, Cherry hồng cánh sen, Thu Trần hồng cánh sen, Yến Hoàng hồng cánh sen, Trần Ai xanh ngọc, Thiên Vi xanh ngọc, Vân Dương xanh ngọc, Tiffany B Nguyễn xanh ngọc, Phương Nguyên Hai xanh ngọc, Hàng Trần Hai xanh ngọc, Kim Loan xanh ngọc. Xanh đỏ chuối em còn chị ơi. Màu này các chị cho em là màu trà rốt. Đỏ chuối còn năm. Màu này các chị cho em là màu trà rốt nha. Anh Trâm xanh ngọc. Nhà may Hường cà rốt, Bích Châu Trần cà rốt, Đoàn Văn Truyền hồng cánh sen, Nhung Bùi Hai xanh ngọc, San Trinh xanh ngọc, Hương Võ cà rốt, Mai Ngọc 10 cà rốt, Nguyễn Lê Thanh Hằng cà rốt, Tăng Nguyên cà rốt, Tiffany B Nguyễn cà rốt. Tổng là 10 là 13, 6. Kim Huệ Trần cà rốt, Hàng Trần cà rốt, Phương Nguyên cà rốt, Phương Em cà rốt, Thảo Trịnh cà rốt, Hàng Nguyễn cà rốt, Trang Kiên cà rốt, Hồng Hồng cà rốt, Ngọc Phương cà rốt. Bao nhiêu là nhà? Chỗ này là hôm nay chị đưa cho em là 9, 10, 11, 12. 12. Chỗ kia là...
cà rốt, trang trần cà rốt, Nguyễn Tâm cà rốt, Võ Ngọc cà rốt. Châu Lê cà rốt. Kiếm cộng này là giá 100 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị tốt kiếm cộng. Kiếm cộng cho em giá 100. Còn 2, 4, 5, 6. Đúng tay mèo hết luôn. Không đánh xem thì phải giúp không được. Lê Trương tím cẩm, hàng trần hai áo tím cẩm. Tiffany Bi Nguyễn tím cẩm. Cẩm còn 4. Tím cẩm cho em còn 4, chị nào lấy thì các chị nhé. Riêng đô này hôm nay em về cho chị được màu đỏ này. Ví dụ là chưa em đánh các chị 4 màu đúng không? Màu xanh lá này, màu xanh biển này, màu xanh ngọc với lại là màu với lại là màu hoa 10 giờ. Hôm nay em về cho các chị được là màu tím cẩm này, màu đỏ này, màu màu cam sữa với lại là thêm được màu vàng nữa chị ơi. Đây có màu đỏ, đỏ không? Đỏ này là đỏ tươi luôn á. Đỏ giá 100 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt đỏ cho em. Trang trần tím cẩm, nhà may Hường đỏ. Avi tím cẩm, Vinh Lê tím cẩm, Hải Nhung Nguyễn đỏ, Thúy Nguyễn hai xanh đỏ chuối. Trang Nguyễn đỏ, xanh trên xanh đỏ chuối. Phương Trần hai đỏ. Thanh Mai xanh đỏ chuối. Đỏ cho em giá 100 cho các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt đỏ cho em. An Trương đỏ. Và hôm nay em bán cho các chị màu này như vậy là màu cam sữa này các chị. Dễ thương lắm. Giá em tính 100 ngàn một áo hàng này giá cao lắm các chị ơi. Mình hàng về giặt đẹp lắm. Vân Dương đỏ. Hoa chơi nhi xanh đỏ chuối. Chị Nhung đỏ. Và màu này các chị trang bạc cam sữa. Nhà may Hường cam sữa. Nói chung là lấy đủ màu luôn này các chị. Màu này là mặc màu tốt là trang bạc chị Nhung đỏ bạc. Tiffany Bi Nguyễn cam sữa. Thanh Mai cam sữa, nhà may Hường xanh lá. Ngọc Mai cam sữa, An Trương cam sữa. Đoàn Hồng Châu xanh lá, Hương Võ cam sữa. Tiffany Bi Nguyễn xanh lá, Hoa Chu cam sữa. Màu này là màu vàng úp, không phải là vàng ăn nha. Kenyo xanh lá, Nguyễn Thị Thu Hường xanh lá. Tuyết Nga Nguyễn cam sữa. Trúc Khiêm xanh lá, nhà may Hường Hoa 10 giờ. Chu Ly Ngô xanh lá, Chi Trương xanh lá. Và màu này các chị Kim Anh xanh lá, nhà may Hường vàng cúc, Kim Ngọc vàng cúc. Minh Sơn Nguyễn xanh lá, Phan Thị Cẩm hoa vàng cúc. Và màu này chính xác 100%. Hồng Hồng vàng cúc. Tiffany Bi Nguyễn vàng cúc. Kim Hội Trần hoa 10 giờ. 10 giờ.
may hường ngọc đậm. Oanh huy vàng cúc. Ngọc mai sen lá, thảo nguyên ngọc đậm. Trúc khiêm ngọc đậm. Hành trần sen lá, thảo nguyên thêm một ngọc đậm. An chương vàng cốt. Còn một cái tính cảm đưa qua cho Kim luôn đi, để theo đường lại lãnh thì có anh trái cho nó buồn tần hầu. Ngọc phương hoa 10 giờ, an chương ngọc đậm. Sáng này nó lại lấy chưa? Cái này to được nhiều mà để ngon hết rồi. Còn cái tùa kẻ ra đây thì cái này sẽ ủa cái lấy cái này là màu đấy thôi chứ hai. Thay mai ngọc đậm, hoàng nguyễn sen biển, đàn hồng châu sen biển, Tiffany V nguyễn sen biển. Do là hôm nay chị không nhìn thấy, chị không nhìn thấy là trẻ con mà là Tiffany V nguyễn hoa 10 giờ, kim hỏa sen lá, nguyễn thị thu hương hoa 10 giờ. Rồi bây giờ là một cái mã tri ân đặc biệt này cho các chị luôn. Vải này em thấy người ta đem vào mở lên thì nó mới về này các chị, nhưng mà em bán nhiều cho các chị lắm rồi, từ đến sàn trơn cho tới thiết kế luôn, lụa tơ tằm luôn. Bây giờ em còn sót lại đúng cái màu vàng này, nó hơi thiên về dạng như là đồng nhưng mà nó không có đậm đậm quá cái dạng màu già đâu. Em còn chỗ này chắc khoảng 40-50 áo với các chị, em tính luôn cho các chị giá 80.000 luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt mai vàng cho em đây. Mẫu này các chị thấy mọi người em mở các chị hơi bị nhiều đúng không? Dễ thương chưa? Bỏ ra đây. Vậy thì mình chia lại cho Kim 10 cái luôn nữa luôn đi. Và bao nhiêu mai cắt? Cái lô này là đợt đấy chị mua xong còn đi làm hàng thiết kế nữa đó. Trời em bán lâu rồi bây giờ người ta mới bán đấy các chị. Nè, mai vàng cho em giá 80 nha. Tiffany B Nguyễn Mai Vàng, nhà may Hường Mai Vàng, Bó Muội Mai Vàng, Diệp Nguyên Mai Vàng, Minh Tân Nguyễn Mai Vàng, Dương Trang Mai Vàng, Thu Trần Mai Vàng, Cherry Mai Vàng, Cathy Lê Hai Mai Vàng, Thủy Tú Mai Vàng, Phương Rùi Mai Vàng, Lê Thanh Vân Mai Vàng, Tuyết Nga Nguyễn Mai Vàng, Bảo Nương Hai Mai Vàng, Vân Dương Mai Vàng, Trâm Nguyễn Hai Mai Vàng, Hồng Hồng Mai Vàng, Võ Ngọc Mai Vàng, Thanh Mai Mai Vàng, Phan Thị Cẩm Hoa Mai Vàng, Yến Hoàng Mai Vàng, Hoa Chơi Nhi Mai Vàng, Hoàng Sơn Mai Vàng, Đỗ Mai Mai 19 Mai Vàng, Di Lân Lê Mai Vàng 2 áo. Thủy Lương 3 Mai Vàng. Đợt trước em làm hàng thiết kế cho các chị hàng này là quá trời, xong em còn bán cả màu cho các chị nhớ không? Hàng thiết kế em làm em bán tính ra cả ngàn áo. Phan Thị Cẩm Hoa xanh lá. Xanh lá là giá 100, còn mai vàng em chia cho các chị. Bảo Loan mai vàng. Đào hoa 10 giờ, Yên Hứa xanh lá, Trên Trần Mai Vàng, Thanh Nga Mai Vàng, chị Du xanh lá, Bảo Nguyên hai xanh lá,
trời đất, à rồi biết rồi, cùng với cái lô xanh đen trai nó có ba khoe, đưa đây nhanh lên tóc mà tới cái đấy mai tâm lấy cái áo này cắt tân mặc chưa đi buồn xanh lá rầm luôn, có thấy nó treo ở đây đâu hoặc nó để ở đây đâu không thấy rõ luôn á. Em có cũng thật sản một đỏ đô đẹp lắm á các chị, mà thôi để mai bán. Không có còn được áo này ở đây đâu. Thiên vi đỏ. Đi bùi mai vàng thôi thì để lại cho chị một cái. Nói với lại chị Yên đó, sáng mai chị Yên ơi, may liền cho chị Tú và ngày mai buổi sớm chồng phép tay vàng với chị. Còn trưa mai thì mày để đây cho chị cái quần bộ thanh quần màu đen luôn. Nha, tối thì về ta hỏi nó còn, hôm mai nó hút hết cái chợ luôn. Coi đi, hút cỏ, dẻo đẹp trăng. Quá lễ màu. Khi nào lấy thì các chị chốt cúc đỏ cho em. Chị Yên thì dùng thêm một chỗ ngủ muộn. Cúc đỏ cho em nhé. Cathy Lê cúc đỏ 2 áo, Phan Thu Trâm cúc đỏ, Tiffany B Nguyễn cúc đỏ, Dung Nguyễn cúc đỏ, Jerry cúc đỏ, Dương Thục 2 cúc đỏ, Đoàn Thị Thúy cúc đỏ, Chương Trần Thu Nguyệt cúc đỏ, Thu Hoàng cúc đỏ, xanh kế màu vàng và xanh đất mẹ.